hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1236, một mũi tên chúng hai con nhạn. Nhạc chi phong chết, cái chết rất đột nhiên, hai giờ chưa có người xông vào phong nhạc hiên dùng một đao cắt đứt cuống họng của nhạc chi phong, sau đó chết trên đường đến bệnh viện. Cuối cùng được bệnh viện cứu chữa thêm một giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng nhạc chi phong vẫn tử vong. Khi bệnh viện tuyên bố nhạc chi phong tử vong thì thực tế tin tư C này đã được truyền khắp các gia tộc lớn nhỏ ở thủ đô, dù là bất kỳ giới xã hội nào ở thủ đô cũng biết tin tức Nhạc Chi Phong bị giết. Nếu nói khoa trương một chút, tin tức này thật sự chấn động thủ đô, vấn đề đầu tiên không phải suy xét xem hung thủ là ai, mà làm thế nào để nói điều này cho lão gia Nhạc gia. Lão gia Nhạc gia đã hơn 90 tuổi, dù là ở chính giới hay quân đội đều có uy tín cực cao, dù lão đã sớm không còn đảm nhiệm chức vụ gì, cũng không còn thực quyền gì, nhưng chỉ cần lão tùy tiện nói một câu cũng vẫn có nhiều chính khách và quan lớn đi chấp hành. Cũng vì vậy mà năm xưa Nhạc Chi Phong mới là đệ nhất công tử thủ đô, bây giờ cũng vẫn là người rất quan trọng ở thủ đô, đủ để cho tứ đại gia tộc có kiêng kỵ lớn. Trước đó cũng hiểu sự quan trọng của lão gia Nhạc gia, vì thế mới cố tìm cách kéo dài mạng sống của ông, cũng vì thế mà hắn mới quen biết với y tiểu âm. Nữ thần y đệ nhất thủ đô thật sự điều trị rất tốt cho Nhạc lão gia, trước Tết nhiều người gặp qua Nhạc lão gia đều nói, ông cụ sống thêm vài ba năm nữa cũng không phải là vấn đề nhưng cũng không ai ngờ chính là nhạc chi phong lại chết trước nhạc lão ra, điều này thật sự làm cho mọi người không biết nên nói cho ông lão biết như thế nào, mà cũng chẳng ai biết ông lão có chịu được đả kích này không. Cuối cùng đám người thương lượng, quyết định chờ y tiểu âm về thủ đô, khi đó sẽ báo tin nhạc chi phong chết đi cho nhạc lão ra, như vậy dù ông lão không chịu nổi đả kích thì y tiểu âm vẫn có thể cứu chữa được. Lúc này mọi người lại ý thức được một sự kiện, đó chính là có một thần y ở bên cạnh thì rất quan trọng, nếu y tiểu âm không rời khỏi thủ đô, có lẽ nhạc chi phong sẽ được cứu, vì vậy mà mọi người đều có một quyết định đó là nhất định phải nghĩ biện pháp giữ chân y tiểu âm ở thủ đô, nếu không sau này bọn họ sinh bệnh cấp tính, hoặc bị ám sát như nhạc chi phong, đều có thể thoát chết. Khi mọi người đã nghĩ kỹ nên làm sao thông báo tin tức cho nhạc lão ra thì bắt đầu suy xét xem hung thủ là ai, cũng không có ngoại lệ, ai cũng nghĩ đến một người đó là Hạ Thiên. Nhạc Chi Phong gần đây có xung đột với Hạ Thiên, cũng không phải điều gì bí mật ở thủ đô, ai cũng biết nguyên nhân là vì một người phụ nữ. Một người phụ nữ không những xinh đẹp mà còn quan trọng với nhạc chi phong, mà người phụ nữ này cũng quan trọng với mọi người, cũng chính là nữ thần y đệ nhất thủ đô, y tiểu âm. Audio điện tử võ tấn bền Dù mọi người không biết giữa Hạ Thiên và nhạc chi phong có xung đột gì cụ thể, nhưng chuyện Hạ Thiên cưới chuyên cơ đi đến thục đô và bị máy bay chiến đấu truy kích lại được mọi người biết khá rõ, mà bọn họ cũng nghe nói đây là chuyện mà nhạc chi phong ra tay. Nhưng bọn họ nghe nói Hạ Thiên rất may mắn, máy bay chiến đấu không bắn tan thành chuyên cơ của Hạ Thiên, ngược lại Hạ Thiên còn đánh rơi cả máy bay chiến đấu. Tất nhiên đối với mọi người thì quá trình cụ thể không quan trọng, mà quan trọng là hai ngày trước Nhạc Chi Phong muốn giết chết Hạ Thiên, nhưng bây giờ Nhạc Chi Phong lại bị giết, mà Hạ Thiên là kẻ bị hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa Nhạc Chi Phong cũng không phải tay trói gà không chặt, Phong Nhạc Hiên cũng chẳng phải nơi bình thường, muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Người bình thường muốn giết Nhạc Chi Phong thì sẽ không chắc thành công, nhưng Hạ Thiên thì không thể nghi ngờ có năng lực như thế. Nhưng lúc này mọi người chợt phát hiện ra một sự kiện, Hạ Thiên lúc này đang có mặt ở thục đô, có vô số người có thể làm chứng, cũng có video để chứng minh, khi Nhạc Chi Phong bị giết thì Hạ Thiên đang đánh người ở thủ đô, nói cách khác kẻ giết Nhạc Chi Phong không phải là Hạ Thiên. Dù thật sự là Hạ Thiên ra tay giết người, cũng không phải hắn tự mình làm việc nhưng ngoài Hạ Thiên gia thì còn ai muốn giết Nhạc Chi Phong? Chiều nay, hầu như tất cả lực lượng công an ở thủ đô, cả lực lượng quân đội cũng tham gia, hung thủ cũng nhanh chóng được xác định là một người đàn ông mặc áo bảo sám, nhưng không biết đối phương là ai. Dù công an và quân đội đều điều động nhưng ám tổ lại không có động tính, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là vì tránh tị hiềm. Vì tổ trưởng ám tổ Hạ Thiên là người bị tình nghi lớn nhất, Lúc này đã xác nhận hung thủ nhưng vẫn có nhiều người cho rằng có liên quan đến Hạ Thiên, như vậy thì Ám Tổ không được tham dự điều tra, để tránh nói ra nói vào. Lúc này ở căn cứ Ám Tổ, Mộc Hàm và Mị Nhi khá rảnh rỗi, hai người bọn đang đi tản bộ trong căn cứ, nhưng các nàng giống như tản bộ, thực chất đang thương lượng vấn đề. Đã bắt được hung thủ chưa? Mị Nhi khẽ hỏi. Còn chưa, nhưng sẽ nhanh thôi. Mộc Hàm trả lời. Cậu ấy có nó cho chị biết. Kẻ giết chết nhạc chi phong là ai không? Mị Nhi biết rõ nhạc chi phong chết đi là do Hạ Thiên Âm thầm bày ra, nhưng đến bây giờ nàng cũng không biết rốt cuộc Hạ Thiên để ai giết chết nhạc chi phong. "Không, chồng nói muốn cho tôi một bất ngờ." Mộc Hàm lắc đầu. "Cậu ấy còn nói đây là kế sách một mũi tên chúng hai con nhạn, đến bây giờ tôi vẫn không rõ, rốt cuộc thế nào là một mũi tên chúng hai nhạn." Mộc Hàm dừng lại một chút rồi lấy điện thoại ra tìm một tấm hình đưa đến trước mặt Mị Nhi cô xem, đây là người kia, nhưng tôi không biết hắn, mà trong kho tư liệu của ám tổ cũng không có bản ghi chép nào về người này. Người này ăn mặc kỳ quái, mặc áo bào màu cho nữa sao? Mị Nhi hơi nhíu mày. Áo bào cho, chẳng lẽ là hắn? Nghị Nhi, cô biết đối phương là ai sao? Mộc hàm có chút kinh ngạc. Trước kia sắc lang kia có nói với tôi một chuyện về người tu tiên, còn nói có một người đàn ông mặc áo bào màu cho, gọi là viên thiên chính, là người viên gia, không biết có phải tên này không nhưng viên thiên chính là kẻ địch của cậu ấy nghe cậu ấy nói thì viên thiên chính đã bị phế bỏ rồi mị nhi có chút mê hoặc rõ ràng nàng cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra viên thiên chính người viên ra mộc hàm ngẩn ngơ sau đó có chút hưng phấn mị nhi xem ra cô đoán đúng chính là viên thiên chính thật sự là một mũi tên bắn trúng hai nhạn thì ra là như vậy chiêu thức của chồng cũng rất cao minh làm cho viên thiên chính giết chết nhạc chi phong mà nhạc chi phong xong đời thì viên ra cũng đi tong chồng không cần làm gì nhiều cũng có thể giải quyết hai phiền toái tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi vì chưa từng gặp viên thiên chính mị nhi lắc đầu sau đó đề nghị nếu không chị hỏi cậu ấy đi mộc hàm suy nghĩ rồi lắc đầu thôi bỏ chồng có lẽ rất bận chúng ta chờ tin sẽ hay hơn mộc hàm dừng lại một chút rồi khẽ cười với mị nhi nếu cô thật sự muốn biết, cô có thể điện thoại cho chồng, mà chồng nhận được điện thoại của cô sẽ rất vui, cái gì cũng cho cô biết thôi. Tôi cũng không muốn điện thoại cho tên kia. Mị Nhi hừ một tiếng, sắc lang kia là kẻ được một tấc sẽ tiến lên một thước, nàng chủ động điện thoại cho hắn, sợ rằng hắn sẽ cho rằng nàng nhớ hắn. Mị Nhi đang nói thì điện thoại vang lên, nàng lấy điện thoại ra xem, sau đó nhận điện thoại. Chú Triệu, có chuyện gì sao? Vài phút sau Mị Nhi cúp điện thoại, sau đó nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mộc Hàm. "Chú Triệu nói cảnh sát đuổi bắt hung thủ tổn thất nặng nề, quân đội cũng chết không ít, bây giờ bọn họ muốn ám tổ chúng ta giúp đỡ. Người kia thật sự là tu tiên, bọn họ tổn thất là bình thường." Mộc Hàm khẽ gật đầu. "Nhưng nếu dựa theo lời của Sắc Lang kia, sợ rằng hai chúng ta cũng không phải là đối thủ của Viên Thiên Chính." Nghị nhi nhíu mày. "Nếu là người khác trong ám tổ đi thì tổn thất sẽ không nhỏ." tôi cảm thấy chúng ta nên suy xét một chút xem ra phải hỏi chồng xem cậu ấy sắp xếp thế nào mộc hàm suy nghĩ sau đó lấy điện thoại ra bấm máy của hạ thiên sau đó mộc hàm cúp điện thoại nhìn mị nhi chồng nói chúng ta không cần quan tâm chuyện này chỉ cần đợi là được cậu ấy rốt cuộc muốn gì mị nhi có chút bất mãn nhưng lúc này điện thoại của mị nhi lại vang lên chú triệu sao à vâng cháu hiểu rồi mị nhi nhận điện thoại sau đó nàng cúp điện thoại và nói với mộc hàm chúng ta không cần đi viên thiên chính đã bị bắt ai bắt mộc hàm có chút buồn bực tống ngọc Mị, mị nhi có chút không vui dựa theo lời của chú triệu tống ngọc mỹ như một tiên nữ dùng một trưởng đánh viên thiên chính hộc máu sau đó bắt viên thiên chính xem ra vị tống tiểu thư này muốn thay đổi hình tượng trong mắt mọi người thì ra là như vậy mộc hàm lầm bầm xem ra chồng đã sớm sắp xếp xong, hèn gì nói chúng ta không cần quan tâm. Bây giờ chỉ cần viên thiên chính thừa nhận có liên quan đến viên gia, như vậy viên gia sẽ xong. Sắc lang kia hình như có nói, Tống Ngọc Mỹ cũng biết viên thiên chính, vì vậy lần này tám phần là Tống Ngọc Mỹ chứng thật thân bê phận của đối phương, với địa vị của nàng sẽ làm người ta tin tưởng, xem ra kế sách bắn chúng hai nhạn của cậu ấy là không có vấn đề. Mỹ Nhi khẽ nói, Mộc Hàm gật đầu, đó là đương nhiên, nhạc chi phong chết phải có người phụ trách, dù có người nghi ngờ chồng, nhưng chồng không ở thủ đô, nghi ngờ cũng vô dụng. Đồng thời lúc này chồng ở thủ đô có nhiều người giúp đỡ, tôi tin mọi người sẽ cho là viên gia ra tay, viên thiên chính là người viên gia, như vậy là đủ. chương 1237, ném xuống xe lửa. Sự việc thật sự giống như những gì Mộc Hàm và Mỹ Nhi dự đoán, quan hệ giữa viên thiên chính và viên gia nhanh chóng được xác nhận, mà viên gia dù đã nghĩ biện pháp giải thích nhưng không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn trở thành kẻ chết thay cho Hạ Thiên, mà kế hoạch một mũi tên chúng hai nhạn của hắn đã thành công. Trong thời gian nửa ngày, hai kẻ địch của hắn ở thủ đô đã coi như bị giải quyết, nhạc chi phong trở thành người chết, mà viên gia thì cũng trở thành lịch sử. Khi cái chết của nhạc chi phong còn chưa làm dư luận hết xôn xao, Hạ Thiên đang ôm nha hoàn xinh đẹp nhàn nhã ở trong phòng tổng thống của khách sạn, hắn đã để khách sạn hỗ trợ mua vé xe lửa, nhưng sáng mai xe lửa mới chạy, vì vậy hắn phải ở lại chờ một buổi tối. Điều làm cho Hạ Thiên vui sướng chính là đại sư phụ không tiếp tục quấy dày, bây giờ hắn và nha hoàn cố hàm xương xinh đẹp hoàn toàn có thể có được thời gian của hai người. Lúc này ở thủ đô có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không quan tâm, vì tuy sự việc bên kia đã không chấm dứt, nhưng hắn vẫn biết kết quả, hắn biết viên ra khó tránh khỏi số kiếp, hắn cũng tin sau này ở thủ đô không còn ai dám cướp vợ mình. Còn chuyện trên mạng, Bây giờ Hạ Thiên vẫn bị vô số người chửi rủa, nhưng Hạ Thiên căn bản không lên tiếng, tất cũng không phải ai cũng chờ sẵn để mắng chửi. Hạ Thiên ôm cố hàm xương nằm trên giường xem TV, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy nhàm chán, sự việc bên phía thục đô đã làm xong, việc bên phía thủ đô cũng được hắn xử lý xong xuôi, bây giờ hắn phát hiện mình không còn việc gì làm, vì vậy muốn tìm vài thứ vui đùa. Hạ Thiên nghĩ tới nghĩ lui mà không tìm ra thứ gì vui, điều vui vẻ duy nhất chính là nha hoàn trong lòng hắn. Vì vậy kết quả là hắn hắn đầu không khách khí xoa bóp người nha hoàn, khi thì hôn, khi thì thử độ co giãn của vài bộ phận nào đó. Hạ thiên, hoạt động, rất siêng năng, cố hàm xương trước kia dù thế nào cũng không phản ứng, nhưng bây giờ lại bị thiếu ra làm cho nóng hổi và thở hồn hền, hai gò má đỏ ửng cặp mắt ngập nước. Nàng bắt đầu đáp lại theo vô thức, cơ thể mềm mại vặn vẹo, ma sát hạ thiên, hai bàn tay cũng thỉnh thoảng trà sát người hắn, lúc này hắn giống như không phải chơi nha hoàn, mà là nha hoàn chơi hắn. Thiếu gia vô lương tâm này chơi cho anh em cùng nhau, hoạt động, vì vậy một lúc sau quần áo của cả hai đã không còn. Cuối cùng Hạ Thiên cũng không có kiên nhẫn chờ nha hoàn trở nên hoàn mỹ, cũng không muốn tiếp tục huấn luyện, bắt đầu hưởng dụng nha hoàn. Trước nay chưa từng tham gia trò chơi này thế này, vì vậy Cố Hàm xương không có đủ kinh nghiệm, nhưng có sự chỉ bảo của Sắc Lang Hạ Thiên, vì thế mà nha hoàn cũng tương đối phối hợp với sự chỉ đạo của hắn và năng lực hùng mạnh của nàng, nàng có thể đón nhận sự xâm lấn của hắn, mà âm thanh đặc sắc của nàng cũng làm cho hắn thật sự không thể áp chế được, để hắn quên đây là lần đầu tiên của nha hoàn, vì thế mà không thương hoa tiếc ngọc, còn có chút thô bạo. Nhưng cuối cùng sức chiến đấu của nha hoàn cố hàm xương là rất mạnh, cũng tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng của Hạ Thiên, mà điều này cũng làm hắn rất hưng phấn, vì thế mà chiến đấu không ngừng. Thiếu gia và nha hoàn chiến đấu từ xế chiều đến tối, chưa từng dừng lại, mà Hạ Thiên cũng nhanh chóng phát hiện phương pháp huấn luyện tốt nhất chính là thực hành thực tiễn. Lúc đầu cố hàm xương rất ngốc, nhưng sau đó càng lúc càng tinh xảo, mất một buổi tối, đến sáng hôm sau nàng đã trở thành nha hoàn hoàn mỹ. Cố hàm xương thanh thuần và quyến rũ, dịu dàng và ngoan ngoãn, lại chủ động, điều này làm cho Hạ Thiên hưởng được niềm vui thú vô cùng trên người nàng, vì vậy hắn thiếu chút nữa không muốn bỏ đi, muốn ở lại khách sạn tiếp tục hưởng thụ nhưng cố hàm xương là một nha hoàn hợp cách, nàng vẫn nhớ hôm nay cần làm gì, vì thế nàng nhắc nhở. Thiếu ra, chúng ta nên đến nhà ga. Hạ Thiên nghĩ đến vấn đề ở thủ đô còn nhiều bà vợ chờ đợi, trước đó hắn lại đồng ý sẽ đưa Tống Ngọc Mị về Giang Hải, mà ở thành phố Giang Hải cũng có các bà vợ đang chờ. Vì vậy Hạ Thiên dù muốn hưởng thụ nha hoàn xinh đẹp, nhưng vẫn rời khỏi cơ thể của nàng. Được rồi, chúng ta đi xe lửa. Hạ Thiên cuối cùng cũng kết thúc trận đại chiến. 10 giờ sáng, tàu nhanh đã rời khỏi sân ga thành phố Thục Đô, lúc này trên một toa tàu, Hạ Thiên và Cố Hàm Sương cùng nằm một chỗ, bộ dạng buồn ngủ. Tuy hai người không phải người thường, nhưng tối qua chiến đấu quá lâu, hầu như chưa từng nghỉ ngơi nên cũng có hơi mệt. Trước đó Cố Hàm Sương không mặc quần áo luôn quyến rũ Hạ Thiên, làm hắn không có ý muốn đi ngủ, nhưng bây giờ nàng đã mặc quần áo, lại nằm trên xe lửa, Hạ Thiên tất nhiên chỉ có thể áp chế lửa nóng. Cố Hàm Sương tối qua rằng co với Hạ Thiên, tất nhiên cũng rất mệt mỏi, vì vậy xe lửa vừa chạy thì nàng đã nằm trong lòng Hạ Thiên ngủ say mệt. Khi Hạ Thiên đang buồn bực thì bên cạnh vang lên âm thanh đàn ông. "Huynh đệ, thương lượng chút nhé. Đừng làm phiền, tôi rất buồn ngủ." Hạ Thiên cũng không mở mắt, hắn dùng giọng mất hứng trả lời một câu. "Anh bạn, cũng đừng nói như vậy, tôi chỉ muốn tặng cậu chút tiền mà thôi." Người đàn ông này giống như cũng có chút mất vui. Tôi định mua vé của bốn chiếc giường này nhưng không mua được, vì vậy tôi muốn thương lượng, các người ngồi vào sát vách, để lại vị trí cho tôi, tôi sẽ cho các cậu hai ngàn, coi như đền bù tổn thất, thế nào? Chuyện tốt thế này cũng không từ chối chứ. Anh cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông, người kia hơn 40, còn có một người phụ nữ trẻ 20 tuổi đi theo, nhưng rõ ràng cô gái kia không phải là con của đối phương, là tình nhân. Anh bạn, cậu không có tổn thất gì vô duyên vô cớ được hai ngàn rõ ràng là chuyện tốt người đàn ông trung niên tỏ ra giống như hạ thiên chiếm được tiện nghi lớn vậy đây chính là anh nói đấy nhé hạ thiên vừa nói vừa rút tiền ra đưa cho tên đàn ông kia cho anh hai ngàn anh ra vách ngồi đi người đàn ông trung niên chợt sững sờ sau đó thẹn quá hóa giận anh bạn cậu có ý gì anh có vấn đề sao không phải nói đây là chuyện tốt à là chuyện tốt thì anh đi làm, tranh thủ thời gian lấy tiền rồi biến đi, đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông trung niên. Hừ, gọi cậu là anh bạn là nể tình rồi, tiểu tử cậu đừng ngốc nghếch như vậy. Người đàn ông trung niên chợt nổi giận. Nếu tiểu tử ngươi thức thời thì lấy tiền rồi ra ngồi sát phách, tôi còn nói cho cậu biết, ông đây có anh em là cảnh sát trên tàu, nếu cậu thấy không tốt, tôi sẽ trực tiếp tố cáo cậu cướp tiền. Hạ Thiên dùng ánh mắt bực bội nhìn người đàn ông trung niên, sao lại xuất hiện loại không biết sống chết thế này. Khi thấy Hạ Thiên không nói lời nào thì người đàn ông trung niên lên tiếng. "Sao, biết sợ rồi à? Không sao, anh rất độ lượng, bây giờ còn là người giữ lời, chú lấy tiền ra ngồi sát vách, anh xem như chưa có gì phát sinh." Hạ Thiên cũng không nhiều lời mà đá người đàn ông ra khỏi phòng. "Á?" À, người phụ nữ trẻ lên tiếng. "Anh làm gì vậy?" hạ thiên không trả lời hắn lại vung đá người phụ nữ vô tội này bị hắn đá một cước văng ra sau đó hắn khóa lại vì thế mà phòng giường mềm bốn người thành thế giới của riêng hạ thiên và cố hàm xương ầm ầm tiếng đập cửa dữ dội vang lên đồng thời còn có âm thanh tức giận con bà mày mở cửa ra cho ông muốn chết sao ông cho mày chết không yên thân đúng là phiền toái hạ thiên rất mất vui hắn mở chụp người đàn ông trung niên rồi mở cửa sổ trực tiếp ném ra. Anh, anh, anh. Người phụ nữ trẻ bị dọa cho sợ hãi, vẻ mặt trắng bệch, nhưng nàng vừa nói được vài chữ thì đã bị Hạ Thiên ném luôn ra ngoài. Cuối cùng cũng thanh tịnh. Hạ Thiên lại quay về trong phòng, lại khóa cửa, ôm cố hàm xương tiến vào giấc ngủ. Hạ Thiên ngủ cả ngày, đến khi tỉnh lại thì đã 7 giờ tối, nhưng xe lửa mới chạy được một phần ba đoạn đường, từ thuộc đô đi xe lửa về thủ đô cần 30 giờ, bây giờ còn chưa được 10 tiếng. Thiếu ra, chúng ta đi ăn cơm tối nhé. Cố Hàm xương cũng đề nghị, nàng dùng giọng mềm mại nói với Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên đồng ý, dù sao bây giờ hắn cũng đói bụng. Hai người rời khỏi phòng, đi vào tòa ăn, bây giờ là lúc ăn cơm tối, bên trong tòa ăn không thiếu người, cũng may vẫn còn ghế trống, vì thế hai người tìm chỗ ngồi xuống, sau đó gọi vài món. Hương vị thức ăn trên xe lửa không quá tốt, nhưng Hạ Thiên rất đói nên vẫn ăn được nhiều. Cố Hàm xương cũng ăn không ít, cuối cùng bọn họ ăn vài ngàn đồng, thậm chí còn mắc hơn cả tiền vé xe lửa. Thời gian bọn họ ăn cơm cũng rất lâu, đến khi bọn họ ăn xong thì trong toa đã không còn nhiều khách, chỉ có một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ, còn có một cặp tình nhân có vẻ trẻ tuổi. Sương Nha Đầu, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên ăn uống no say thì định bỏ đi. Nhưng đúng lúc này có hai cảnh sát đi vào tòa ăn, một tên hỏi: Ai báo cảnh sát? Chương 1238, bọn họ là kẻ buôn người. Là tôi, là tôi. Cô gái ở cặp tình nhân chợt phung tay chỉ. Chính là bọn họ, tôi nghi ngờ bọn họ buôn bán trẻ con. Cô gái trẻ cũng không chỉ vào Hạ Thiên và Cố Hàm Sương, mà đó là ba người phía bên kia, một cặp vợ chồng hơn 30 và một cô gái 4 năm tuổi. Cảnh sát nhìn ba người kia rồi hỏi, "Cô có chứng cứ gì?" Bọn họ ngồi bên cạnh chúng tôi, tôi nhìn vào bọn họ, cô gái kia luôn khóc, cũng chưa từng gọi bọn họ là cha mẹ, lại không quen thuộc, mà đối xử với cô bé cũng rất tồi tệ, nên không phải là người một nhà. Cô gái trẻ có lý do 10 phần. Bạn trai cũng phụ họa. "Đúng vậy, tôi có thể làm chứng, bọn họ 8 phần là buôn bán trẻ con, hay vị cảnh sát, các người nên cứu cô gái nhỏ vô tội kia." lúc này cặp vợ chồng kia cũng hiểu có chuyện gì phát sinh cô vợ bị chọc tức nàng đứng lên chỉ vào cô gái trẻ bên kia rồi run giọng nói cô cô ăn nói bậy bạ gì vậy chúng tôi buôn bán trẻ con hồi nào đây là con gái bối bối của tôi nói cô đấy thì sao cô lấy chứng cứ ra xem tôi thấy các người không phải là mẹ con cô gái tuyệt đối không yếu thế chứng cứ gì nó là con gái của tôi còn cần chứng cứ gì nữa Cô vợ giận đến mức phát run, nàng vốn tâm tình không tốt, bây giờ lại gặp phải sự kiện này, tâm tình càng hỏng bét. Tất nhiên là muốn chứng cứ, không thì sao biết được cô ấy là con hai người. Cô bé chưa từng gọi mẹ, nếu không thì cô bảo cô bé gọi mẹ tôi xem. Cô gái trẻ khẽ hừ một tiếng. Tôi đã xem qua nhiều bản tin thời sự, bây giờ đám người giả mạo cha mẹ thực tế đều là buôn người. Tôi không nói nhiều với cô. Cô vợ bên kia rất tức giận, Rõ ràng không thể nào làm cho cô bé kia gọi mẹ, vì vậy mà vẻ mặt cũng rất khó coi. Cảnh sát, tôi và vợ tôi đi làm công ở thủ đô, trước kia con gái để lại ở nông thôn, sống với bà nội, bình thường ít gặp mặt cha mẹ, vì thế mà có chút lạnh nhạt với chúng tôi. Lần này chúng tôi có việc về nhà, phát hiện con gái không nhận ra cả cha mẹ ruột, vì vậy mới quyết định mang con bé về thủ đô cùng sinh sống. Lúc này người chồng dùng giọng khách khí nói với cảnh sát con bé thật sự là con gái của chúng tôi, chúng tôi không mang theo hộ khẩu, nhưng các người không tin có thể gọi điện thoại đến phòng dân chính huyện chúng tôi, bọn họ có thể chứng minh. Đưa chứng minh cho tôi xem qua, tôi để cho cảnh sát điều tra xem thế nào. Tên cảnh sát cao suy nghĩ rồi nói, hắn cảm thấy lời giải thích của đối phương rất hợp lý, người nào cũng biết bây giờ con cháu bị tách ra thời gian quá lâu, cuối cùng còn chẳng biết cả cha mẹ, vấn đề này đã khiến cho nhiều người coi trọng. Hai vợ chồng kia cũng rất phối hợp, bọn họ lấy ra giấy chứng minh đưa cho bảo vệ, mà nhân viên bảo vệ cũng bắt đầu gọi điện thoại, rõ ràng để cho đồn cảnh sát điều tra thông tin. Vài phút sau nhân viên cảnh sát thu được một tấm hình, sau đó bọn họ so sánh với cô gái bối bối, vài phút sau xác nhận không có gì khác biệt thì mới nói với cặp vợ chồng. Đã điều tra xong, cô bé thật sự là con gái của hai người, sau này hai người nên quan tâm đến con cái nhiều hơn, đừng để người ta hiểu lầm. Cảm ơn cảnh sát. Hai vợ chồng kia có vẻ rất khách khí. Nhân viên cảnh sát cao lúc này quay sang nói với cặp tình nhân. Sự việc đã điều tra xong, các người nếu không có chứng cứ thì đừng quấy rối, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Chúng tôi vì tốt cho cô bé, lỡ may bọn họ là kẻ bán trẻ con thật thì sao? Cô gái kia vẫn không phục, rõ ràng không thấy mình làm sai. Tiểu thư, các vị vì cô bé là tốt, nhưng cũng đừng tùy tiện vu cáo người khác tên cảnh sát lùn nãy giờ không mở miệng chợt dùng giọng mất vui nói. Còn nữa, nếu bọn họ thật sự buôn bán trẻ con thì sẽ không mang con đến toa này dùng cơm, đây là logic cơ bản, kẻ nào buôn bán trẻ con mà làm như vậy. Cảnh sát, chúng tôi cũng không phải cảnh sát, cũng không thể có suy nghĩ chuyên nghiệp như cảnh sát. Cô gái kia có chút mất hứng. Tôi chỉ làm nghĩa vụ công dân mà thôi, các người không khen thưởng thì thôi, còn nói như vậy, sau này còn ai dám tố cáo phần từ tội phạm tiểu thư chúng tôi hoan nghênh cô tố cáo nhưng không hy vọng cô vu cáo tên cảnh sát lùn có vẻ khá bực bội nếu các người bị vu áo là bắt cóc trẻ con các người sẽ thấy thế nào tên cảnh sát lùn vừa dứt lời thì bên cạnh vang lên âm thanh thật ra bọn họ là kẻ buôn bán trẻ con nghe nói như vậy thì vài ánh mắt nhìn tới sau đó phát hiện ra người nói là hạ thiên vì kẻ nói không ai khác chính là hắn anh nói bậy bạ gì vậy Cô gái trẻ lập tức nổi giận. Tên cảnh sát lùn nhíu mày. Anh nói như vậy, có chứng cứ gì? Tất nhiên là tôi có chứng cứ." Hạ Thiên tỏ ra chăm chú. "Trong phòng số 8 giường mềm có vài đứa bé bị bắt cóc, các người không tin có thể lập tức đến đó xem." "À, hai người bọn họ cùng đi với đám người bên kia." "Nói bậy, tôi căn bản không ngồi trong phòng giường mềm." Cô gái tức giận phản bác. Hạ Thiên không quan tâm đến cô gái mà nói với hai nhân viên cảnh sát. Các anh đến đó mà xem, có vài đứa bé bị đánh thuốc mê, lúc này đang ngủ, đợi khi các anh đến đó, nên bắt hai người này trước thì hơn. Tôi đi xem trước, anh ở đây xem xét tình hình. Tên cảnh sát lùn nói một câu, sau đó đi về phía toa giường mềm. Anh là ai, tôi có thủ oán với anh sao? Sao anh lại vô cáo chúng tôi? Cô gái dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên sau đó nàng không chờ hắn trả lời mà hét lên tôi nhớ ra rồi anh là tên hạ thiên hôm qua đánh người ở quảng trường thục đô tôi nhớ cô gái bên cạnh anh mặc đạo bào và đeo kiếm chính là các người tôi thấy các người là kẻ bị truy nã mới đúng ngu ngốc hạ thiên nói ra hai chữ tên cảnh sát cao dùng ánh mắt cẩn thận nhìn hạ thiên vài lượt sau đó đi ra toa ăn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện vài phút sau hai nhân viên cảnh sát quay lại bọn họ đi đến trước mặt cặp tình nhân và nghiêm mặt nói. Các người theo tôi một chuyến. Vì sao? Cô gái kia rất kinh ngạc, còn có chút khủng hoảng. Các người bắt lộn người, hắn mới là kẻ bị truy nã, các người phải bắt hắn. Đáng tiếc cô gái kia nói sao cũng vậy mà thôi, hai tên cảnh sát xem như Hạ Thiên không xuất hiện, chỉ nhanh chóng đưa cặp tình nhân đi. Thiếu ra, hai người bọn họ thật sự là kẻ buôn người sao? Cố hàm xương không nhịn được phải hỏi. Không. Hạ Thiên cười hì hì lắc đầu. Nhưng trong phòng số 8 thật sự có những đứa bé bị mang bán. Thiếu gia, vậy sao anh vô cáo bọn họ? Cố Hàm Sương rất mê hoặc. Bọn họ nhàm chán vô cáo người khác, tôi cũng đang nhàm chán nên vô cáo bọn họ cho vui. Hạ Thiên lười biếng nói. Cố Hàm Sương chợt im lặng, thì ra nãy giờ là vì Thiếu gia đang nhàm chán. Cố Hàm Sương không khỏi hỏi. Vậy bọn họ không bị bắt như kẻ buôn người đấy chứ? có lẽ là không, nhưng bọn họ sẽ bị cảnh sát giữ lại vài giờ. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn ôm lấy cố hàm xương. Xương nha đầu, mặc kệ bọn họ, chúng ta về làm chút việc hay. Ăn xuống no say thì phải vận động, Hạ Thiên và cố hàm xương nhanh chóng quay về phòng, đóng cửa, đoàn tàu vẫn hoạt động, mà bọn họ cũng nhanh chóng hoạt động theo. Buổi tối hôm nay hai người bọn họ tham gia một bữa tiệc điên cuồng, đối với bọn họ thì đó là cực kỳ vui sướng, dù với Hạ Thiên hay Cố Hàm Sương thì đều là thể nghiệm đặc biệt, vì thế Hạ Thiên không khỏi suy xét, sau này rời khỏi nhà nên đi xe lửa hay không. 3 giờ chiều hôm sau, Hạ Thiên kéo Cố Hàm Sương đi ra nhà ga thủ đô. Anh rể, bên này. Hạ Thiên vừa ra khỏi nhà ga thì nghe được âm thanh quen thuộc. Sao lại là cậu? Hạ Thiên có chút buồn bực, người gọi hắn là Triệu Hiểu Trác. Bên cạnh Triệu Hiểu Trác còn có một cô gái không tính là xa lạ với Hạ Thiên, chính là Tần Tiểu Lạc. Anh rể, em cố ý đến đón anh về nhà." Triệu Hiểu Trác tỏ ra ân tình. "Nhanh, lên xe thôi, chị em đang chờ anh." "Được rồi." Hạ Thiên thật sự không cần ai đến đón, nhưng Triệu Hiểu Trác đã đến, hắn cũng ngồi xe đi về. Hạ Thiên và Cố Hàm Sương nhanh chóng leo lên chiếc Hummer của Triệu Hiểu Trác, sau đó Hạ Thiên hỏi. "Vợ đại yêu tinh đang chờ tôi thật sao?" "Anh rể, anh thấy em gạt anh sao?" Triệu Hiểu Trác nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên nhìn Triệu Hiểu Trác rồi gật đầu. Chú nhìn đích khác nào mấy thằng lừa đảo, nhưng chú mà lừa anh thì no đòn. Triệu Hiểu Trác chợt buồn bực, sau đó cũng không nói gì mà khởi động xe chạy ra khỏi nhà ga. Nửa giờ sau chiếc Hammer dừng lại ở trước cổng yêu tinh biệt huyền, Triệu Hiểu Trác ân tình mở cửa xe cho Hạ Thiên, đợi Hạ Thiên xuống xe thì Triệu Hiểu Trác mới nói. Anh rể, anh nói với yêu yêu, để cho em và Tiểu Lạc đi vào với được không? Cậu không vào được sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Điều này, anh rể, trước kia em thật sự có thể đi vào, nhưng bây giờ chị lớn nói với yêu yêu, nói yêu tinh biệt huyền không phù hợp với những người đàn ông không có quan hệ. Vì vậy, anh rể, bây giờ ngoài anh ra, sẽ không có người đàn ông nào khác được tiến vào, ngay cả đại ca của em cũng không. Triệu hiểu chắc có chút buồn bực, sau đó còn phàn nàn. Này anh rể, em dù sao cũng không thể xem là loại đàn ông không có quan hệ được chứ, chương 1239, quá loạn. Cậu tất nhiên là đàn ông không có liên quan gì. Hạ Thiên trả lời. Trong đó đều là vợ tôi, trừ tôi ra thì đàn ông khác đều là kẻ không có quan hệ. Vì vậy tôi cảm thấy vợ tiểu yêu tinh làm vậy là rất đúng, trừ tôi ra thì không ai được vào. Hạ Thiên nói đến đây thì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Triệu Hiểu Trác. Chú muốn vào làm gì? Chú không phải muốn dình xem vợ công chúa của anh đấy chứ? Không phải, không phải, tất nhiên là không phải triệu hiểu chắc liên tục phủ nhận anh rể tôi chỉ muốn đưa tiểu lạc vào chơi mà thôi chú muốn vào chơi chờ sau này rồi vào đợi đến khi anh đưa các vợ đi khỏi chỗ này chú có thể tha hồ đi vào hạ thiên thuận miệng nói sau đó quay đầu nhìn cố hàm xương sương nhà đầu chị chờ chút tôi đi vào trước đợi khi vợ tiểu yêu tinh sắp xếp tốt sẽ cho chị vào vâng thiếu ra cố hàm xương khẽ nói Hạ Thiên cũng không nói gì mà lách mình vào trong yêu tinh biệt huyền. Hai phút sau hắn đi ra đưa cố hàm xương vào, còn Triệu Hiểu Trác và Tần Tiểu Lạc thì bị bỏ qua. Thế đạo chó má gì vậy? Mình muốn mang bạn gái vào chơi cũng không được sao? Triệu Hiểu Trác thầm nói. Sau đó bắt đầu an tuổi Tần Tiểu Lạc. Tiểu Lạc, không có vấn đề. Anh nghe nói Hạ Thiên sắp về Giang Hải, chị gái của anh và yêu yêu cũng đều rời khỏi thủ đô. Đợi đến khi các nàng đều đi như vậy yêu tinh biệt uyển sẽ là địa bàn của chúng ta chúng ta thích làm gì cũng được bên trong có thứ gì tần tiểu lạc dùng giọng mềm mại nói thật ra anh cũng không rõ anh chỉ biết em gái thiên tài của mình ở bên trong có rất nhiều thứ bình thường những thứ có bên trong đó thường rất khó tìm ở bên ngoài nói chung là rất thoải mái triệu hiểu chắc nhanh chóng nói tiểu lạc anh đã nói với em rồi yêu tinh biệt uyển là nơi an toàn nhất thủ đô hai chúng ta dù làm gì ở bên trong thì cũng không cần lo lắng. Tần Tiểu lạc chợt đỏ mặt, cái gì là mặc kệ làm gì? thật ra ý nghĩa của nó rất dễ hiểu, đây là nơi an toàn nhất để yêu đương vụng trộm. trong yêu tinh biệt huyền, lúc này tiểu yêu tinh liên tục ngáp. chồng, em rất buồn ngủ, cho em ngủ thêm chút nữa. tiểu yêu tinh chợt năn nỉ, nhưng nàng vừa nói xong thì hối hận, vì nàng phát hiện chồng lại cho mình chơi nhảy cầu một tiếng ẩm vang lên, nàng bị ném vào bể bơi. Đây đúng là bạo hành gia đình. Tiểu yêu tinh lầm bầm một câu, điều làm nàng càng thêm bực bội chính là, chồng ném nàng vào bể bơi rồi bỏ mặc, xoay người ôm chị đại yêu tinh. Trong phòng khách lầu một, Hạ Thiên dùng một tay ôm lấy triệu vũ cơ, tay còn lại ôm công chúa Sama, nha hoàn cố hàm xương xinh đẹp thì đứng phía sau hắn. Đây rõ ràng là tư thế xung quanh đều có mỹ nữ, dù là nam hay nữ thấy tình cảnh này thì đều muốn cho hắn ăn đòn, vì diễm phúc của hắn thật sự quá nghịch thiên vợ đại yêu tinh nghe nói chị chờ tôi về nhà có phải vậy không hạ thiên mở miệng hỏi đúng vậy tôi chờ cậu về để hát một bài triệu vũ cơ khẽ cười trước kia tôi đã đồng ý đợi đến khi cậu giúp tôi giải quyết phiền toái cho đại ca tôi sẽ tặng cậu một bài hát tốt vậy chị hát đi hạ thiên cười hì hì nói à được triệu vũ cơ khẽ rời khỏi lòng hạ thiên sau đó đi về phía trước vài bước, xoay người cười thản nhiên với hắn, bắt đầu hát. Trong bóng tuyết tung bay tán loạn, tuyết cơ đã mê say. Triệu vũ cơ vẫn hát bài tuyết cơ trước kia, bài hát này chính là kỷ niệm hai người ở dưới thanh phong sơn cả buổi tối, cũng chính là khi mà đại yêu tinh muốn đi ám sát hạ thiên, lại bị hắn bắt làm vợ. Triệu vũ cơ vừa hát vừa múa, thật sự mang theo chút hương vị yêu thương, trên mặt lại là nụ cười sáng lạn. Trước đó nàng hát bài này thì trong lòng vẫn còn rất mâu thuẫn, vì thế khi hát cũng không vui, nhưng bây giờ đã khác trước, nàng đã có quan hệ không hề ngăn cách với Hạ Tiên, vì vậy mà hát bài này cũng không còn như trước. Nàng dùng giọng điệu vui sướng hát một khúc yêu thương, vốn sẽ không quá hay, nhưng âm thanh trong miệng nàng bay ra lại làm lòng người trầm mê. Hạ Thiên dùng ánh mắt xuất thần nhìn triệu vũ cơ, hắn vô tình đi về đêm tuyết trước kia, mà công chúa Sama và cố hàm xương cũng bị bài hát dẫn dắt mà ngây người. Trong đầu không tự chủ được cũng nghĩ đến tình cảnh một đêm tuyết trắng, cả hai không có kinh nghiệm nhưng nghe hát mà thật sự tưởng mình như biến thành tuyết cơ xinh đẹp. Đối với công chúa Sama thì nàng trước nay luôn sùng bái Hạ Thiên, thậm chí còn cho rằng hắn là do đấng tối cao ban tặng cho mình. Nàng cũng không hiểu nhiều về hắn, dù những ngày qua nàng đã biết không ít chuyện, nhưng hắn vẫn làm nàng sinh ra cảm giác thần bí và không gì không làm được. Bây giờ nàng nghe Triệu Vũ Cơ hát bài tuyết cơ, cảm nhận được sự thân cận không chia xa vì vậy mà trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác không muốn chia xa cố hàm xương cũng giống như vậy nàng quen biết hạ thiên thời gian rất ngắn tuy bọn họ có tầng quan hệ thân mật nhưng nàng vẫn coi mình là nha hoàn của hắn căn cứ vào lời hứa hẹn nàng rất ngoan ngoãn trước mặt hạ thiên dù hắn muốn gì cũng được nhưng trong lòng nàng vẫn còn một khoảng cách khó thể nhìn thấy đây không phải là khoảng cách thân thể là khoảng cách trái tiểu mộng nhưng lần này nàng bị lời hát dẫn dắt thật sự phát hiện khoảng cách kia có chút thu hẹp lại Triệu Vũ Cơ rõ ràng không ngờ một ca khúc của mình lại làm cho hai người phụ nữ rơi vào tình huống kỳ diệu, coi như gián tiếp tạo ra ân lớn cho Hạ Thiên. Nàng càng không ngờ, sau khi hát xong thì cả ba cùng quấn lấy Hạ Thiên. Nửa giờ sau khi tiểu yêu tinh đi tắm rửa thay quần áo, nàng đi qua phòng khách thì thấy được tình huống kia, vì thế mà không khỏi ngây người, nàng nhìn ba phút mới. Thầm nói, đúng là quá loạn, mình lên mạng thôi. Sáng sớm hôm sau. Triệu Vũ Cơ thức dậy rất sớm, nàng đi ra khỏi phòng ngủ mà cũng không quên nhìn vài người trên giường, cuối cùng cũng sinh ra một ý nghĩ, chẳng lẽ bài hát của mình rất kích tình. Triệu Vũ Cơ vừa rời khỏi phòng ngủ thì Hạ Thiên cũng tỉnh lại, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho bừng tỉnh, chẳng phải là điện thoại của hắn, là điện thoại của Cố Hàm Sương. Cố Hàm Sương cũng có điện thoại, nhưng điện thoại của nàng lâu lắm mới vang lên một lần, sáng sớm hôm nay nó lại vang lên, điều này có chút kỳ quái. Thiếu ra, là điện thoại của tôi. Cố Hàm Sương cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng cầm điện thoại rồi nhìn nói với Hạ Thiên. Là người nhà điện thoại đến, có lẽ có việc gấp. Chị cứ tiếp điện thoại, không cần hỏi tôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ừ. Cố Hàm Sương khẽ gật đầu, sau đó nàng nghe điện thoại, âm thanh trở nên lạnh lùng. Chuyện gì? Bà tổ, ngài có thể quay về một chuyến được không? Âm thanh bên kia rất cung kính trong nhà có chút chuyện cần ngài hỗ trợ chuyện rất gấp sao cố hàm sương hỏi đúng vậy rất gấp ngài đã về thủ đô rồi phải không cố ra rõ ràng biết hành tung của cố hàm sương cố hàm sương bịt ống nghe rồi quay sang hỏi hạ thiên thiếu ra tôi có thể đi thôi nhưng phải nhanh lên một chút sau đó nhanh trở về hạ thiên biết cố hàm sương muốn nói gì vì vậy không chờ nàng hỏi xong mà đã đồng ý cảm ơn thiếu gia. Cố hàm xương khẽ gật đầu, sau đó nàng cầm lấy điện thoại. Tôi sẽ quay lại. Cố hàm xương nhanh chóng mặc quần áo bỏ đi, mà sau khi nàng đi thì Hạ Thiên cũng thức dậy, công chúa Sama thì thể lực tương đối yếu, vì vậy nàng ngủ rất ngon, căn bản không bị tiếng chuông điện thoại ảnh hưởng. À, nên chuẩn bị về Giang Hải. Hạ Thiên lầm bầm, chuyện ở thủ đô xem như đã cơ bản giải quyết, kẻ địch đã hoàn toàn bị thu phục, vợ tuy còn chưa hoàn toàn đến tay nhưng cũng không xê xích gì nhiều lúc này hắn đã đắc thủ được một nha hoàn xinh đẹp thu hoạch rõ ràng là rất lớn hạ thiên đi ra phòng ngủ hạ thiên đi lên sân thượng vì hắn biết lúc này triệu vũ cơ đang ở đây mà triệu vũ cơ thật sự cũng đang dẫn nước trong hồ bơi vợ đại yêu tinh vài ngày nữa tôi sẽ về thành phố giang hải chỉ có theo tôi không hạ thiên đi đến bên cạnh bể bơi rồi mở miệng tôi tạm thời không thể đi nhưng yêu yêu muốn đi, nàng nói muốn đến thần tiên đảo để lập một cái yêu tinh biệt huyền mới, công chúa Sama cũng sẽ đi học ở bên kia, cậu đưa hai cô ấy sang bên đó đi. Triệu vũ cơ đi đến bên cạnh bể bơi, cuối cùng lại hỏi một câu. Cậu tính khi nào thì đi? chương 1240, ba anh em cố ra. Tôi đến gặp vợ Mỹ Nhi, sau đó quyết định khi nào thì đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Thế nào, cậu sợ Mỹ Nhi không cho đi sao? Triệu Vũ Cơ giống như đang ghen. Vợ đại yêu tinh, không phải như thế, vì lần này vợ mị mị cũng phải rời thủ đô, xương nha đầu cũng đi theo tôi, vì vậy trong thủ đô sẽ chẳng còn cao thủ thật sự, nếu có người lợi hại hơn chạy đến đây, tôi sợ mọi người sẽ gặp phiền toái. Cũng vì vợ tóc vàng và chị bây giờ chưa đủ công lực, vì vậy cũng không thể nào biến các chị thành cao thủ kim đan kỳ. Hạ Thiên giải thích, nhưng vợ mị nhi thì không giống, chị ấy vốn có công lực mạnh, cộng thêm thiên phú, lại tu luyện công pháp cấp tốc vì vậy sẽ cầu tiến rất nhanh với công lực của chị ấy bây giờ nói không chừng tôi có thể thi triển được nghịch thiên đệ ngũ trâm hạ thiên thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói tuy hai tên tu tiên khác ở cách đây rất xa có lẽ tạm thời cũng không xuất hiện ở đây nhưng lo dài hơn lo ngắn nếu có cao thủ xuất hiện các chị ở đây không có cao thủ tỏa trấn như vậy sẽ không tốt tôi ở thành phố giang hải muốn đến được thủ đô phải mất vài giờ vì vậy tôi nghĩ sau khi biến vợ mị nhi thành cao thủ kim đan kỳ thì mới nên rời khỏi thủ đô như vậy nếu có chuyện gì chị ấy cũng có thể chiếu cố cho các người biết rồi vậy cậu mau đi tìm mị nhi đi tuy triệu vũ cơ cũng không tức giận nhưng nghe lời giải thích của hạ thiên thì chợt có chút vui vẻ sau đó nàng còn an ủi hạ thiên thật ra cậu cũng không nên suy xét quá nhiều người tu tiên dù sao cũng còn rất ít sẽ không trùng hợp xuất hiện cả ở đây à tôi cũng biết rõ như vậy nhưng sắp xếp ổn thỏa vẫn tốt hơn. Hạ Thiên gật đầu. Sau này mọi người đến thành phố Giang Hải, cùng ở một chỗ với tôi và thần tiên tỷ tỷ, như vậy cũng không còn gì cần lo. Được rồi, trước tiên cậu đi tìm Mỹ Nhi, chờ cậu quyết định thời gian đi, chúng tôi sẽ lên tiếng cho yêu yêu và công chúa Sama cùng theo. Triệu Vũ Cơ dùng giọng dịu dàng nói. Được, vợ đại yêu tinh, tôi đi trước. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, chỉ ôm triệu vũ cơ từ trong hồ bơi ra ngoài, sau đó hôn lên môi nàng, cuối cùng đặt nàng xuống nước, sau đó biến mất. Trong tứ hợp viện của cố gia, ba người đàn ông trẻ xếp thành hàng, không phải không thừa nhận chính là gen của cố gia thật sự rất khá, ba người đàn ông kia đều có vóc dáng tương đối khá, cố Minh Tuấn cao lớn đẹp trai, cố Hàn Phong đẹp như phụ nữ, mặt khác còn có một người đàn ông cao lớn đẹp trai khác, lớn tuổi nhất, chính là đại ca của ba anh em cố gia, cố Hồng Văn, Thật ra Cố gia tuy không phải là đại gia tộc nhưng lại cho là một gia tộc lâu đời, trăm năm trước Cố gia cũng đã có quy mô rất khá, trăm năm trôi qua tuy trải qua hưng suy nhưng vẫn bảo tồn được đến bây giờ. Nếu chỉ xét từ phương diện này, thật ra có thể chứng minh Cố gia không phải là loại phàm, dù sao thì trong vòng trăm năm có thể bảo tồn gia tộc, Cố gia làm được điều này cũng đủ chứng minh năng lực mạnh mẽ thế nào. Nhưng Cố gia bây giờ, nói thật ra phải là vài chục năm trước đã chạm đến đáy cốc, vì khi đó cha mẹ của ba anh em Cố gia đã mất chỉ để lại ba anh em bọn họ. Khi đó Cố Hồng Văn đang còn vị thành niên, từ đó hắn trở thành gia chủ Cố gia, nhận trách nhiệm đưa gia tộc tiếp tục phát triển. Vài chục năm qua Cố Hồng Văn luôn cực kỳ an phận, vì vậy danh tiếng của Cố gia chưa từng vang lên ở thủ đô, dưới sự kinh doanh của hắn, Cố gia vẫn là gia tộc nhỏ, nhưng nếu so với các gia đình bình thường thì Cố gia vẫn là gia tộc phú hào. Nhưng không lâu trước đây Cố Hàm Sương quay về Cố gia, khi ba anh em cố ra biết được năng lực siêu phàm của vị đạo cô xinh đẹp vốn có vai vế là bà tổ, như vậy bọn họ cũng không muốn tiếp tục an phận. Từ lúc bắt đầu thì Cố Minh Tuấn đã công khai tranh đoạt với Triệu Hiểu Trác, Cố Hàn Phong cũng liên tiếp ra tay, bộ dạng chân trần không sợ đi giày. Nói chung cả hai có được chút danh tiếng không nhỏ ở thủ đô, thậm chí ngay cả Triệu Công Tử cũng không muốn xung đột chính diện với bọn họ. Tất nhiên võ công của anh em cố ra cũng không phải học được từ cố hàm Sương, thực tế đây là sự trợ giúp của Cố Hồng Văn, hơn chục năm trước Cố Hàm Sương thanh lý các loại sách cổ của gia tộc mà chụp được một quyển điển tịch cổ, sau đó ba anh em cố ra nghiên cứu điển tịch. Trước khi Cố Hàm Sương quay về, bọn họ chỉ học được phần bên ngoài, tuy không quá kém nhưng hình như luôn thiếu thứ gì đó, không thể nào biến võ thuật đã học thành thực lực thật sự. Nhưng khi Cố Hàm Sương quay về, thông qua sự chỉ điểm của nàng, ba anh em cố ra chợt hiểu rõ vấn đề, vì thế mà trở thành cao thủ võ học, vì thế nếu xét từ điểm này, tuy võ công của bọn họ không được nhận từ cố hàm xương, nhưng nếu không có cố hàm xương, bọn họ sẽ không có năng lực bây giờ. Năng lực khủng bố của cố hàm xương thật sự làm cho ba anh em cố ra có ý nghĩ muốn làm lớn mạnh gia tộc, nhưng cố Hàn Phong và cố Minh Tuấn muốn lập ra bầu trời riêng, chỉ vì hạ thiên mà chết non cả. Cố Hồng Văn cũng ý thức được võ công của bọn họ tuy mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng nếu so với hạ thiên thì chênh lệch là quá lớn khi Cố Hồng Văn đang xem xét có nên coi Hạ Thiên là đối thủ hay không, sự việc chợt có biến hóa. Mãi đến bây giờ Cố Hồng Văn vẫn không nghĩ ra, vì sao bà tổ của mình lại đi theo Hạ Thiên. Vài ngày trước bà tổ về nói sau này sẽ là nha hoàn cho Hạ Thiên, sau này sẽ là người của Hạ Thiên. Khi đấy ba anh em cố ra thật sự không tin, nhưng khi tin tức của Hạ Thiên ở thuộc đô chợt xôn xao dư luận, hầu như không ai không biết vị đạo cô xinh đẹp bên cạnh Hạ Thiên, nhưng không ai biết thân phận thật sự của nàng. Tất nhiên ba anh em cố ra thì hiểu rõ, vị đạo cô tuyệt sắc đi theo bên cạnh Hạ Thiên như hình với bóng chính là bà tổ của bọn họ. Lúc này bọn họ không khỏi tiếp nhận một sự thật, đó chính là bà tổ của bọn họ thật sự đi cùng Hạ Thiên. Đến lúc này Cố Hồng Văn cũng tất nhiên không dám suy xét là đối thủ của Hạ Thiên, vị bà tổ hùng mạnh của bọn họ đã bị Hạ Thiên thu phục, bọn họ sao có thể là đối thủ của đối phương. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là bọn họ không cừu không oán với Hạ Thiên, bây giờ có cơ hội làm bạn, Cần gì phải làm kẻ thù. Cũng vì thế mà vài ngày qua đám gia tộc ở thủ đô đều tiến hành lật bài tẩy, nhưng Cố Hồng Văn nghĩ đến Hạ Thiên, hắn muốn Cố gia có thể đi vào kiếm chén canh. Bây giờ Nhạc Chi Phong đã chết, Viên gia cũng tiêu vong theo Nhạc Chi Phong, địa vị các gia tộc ở thủ đô đã thay đổi, Cố Hồng Văn thấy Cố gia tuy không thể vào trong vị trí tứ đại gia tộc, nhưng nếu Hạ Thiên đồng ý giúp đỡ, nhất định có địa vị của Cố gia trong tứ tiểu gia tộc. Vì vậy sáng sớm hôm nay Cố Hồng Văn mới điện thoại cho Cố Hàm Sương, hắn đã nhận được tin tức bà Tổ đã về thủ đô, vì thế hy vọng Cố Hàm Sương có thể nói giúp vài lời cho Cố ra, để cho Cố ra tìm được chút lợi ích trong lúc tình huống rối như canh hẹ vào lúc này. Bà Tổ, ngài đã quay về. Khi thấy một vị đạo cô đi vào cửa chính, ba anh em Cố ra lập tức cúi mình thi lễ, khi bọn họ đứng thẳng lên nhìn vào Cố Hàm Sương thì không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ vài ngày không gặp bà Tổ, không ngờ bà Tổ có biến hóa khá lớn. Bà tổ, ngài đã trẻ lên rất nhiều. Sau đó Cố Hồng Văn không nhịn được phải nói. Cố Hàm Sương thật sự trẻ hơn rất nhiều, vì vậy mà Cố Hồng Văn cảm thấy mình xưng hô có hơi quái dị, vì nếu xét vào tướng mạo, sợ rằng Cố Hàm Sương còn trẻ hơn hắn rất nhiều. Nhưng Cố Hồng Văn thấy biến đổi của Cố Hàm Sương không phải chỉ là trẻ hơn 10 tuổi, thậm chí khí chất cơ thể cũng biến hóa. Trước đó hắn cảm thấy bà tổ tuy chỉ hơn 30 nhưng bộ dạng lại như cả trăm tuổi, vì không tức giật, không có sức sống giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi nhưng bây giờ ánh mắt của bà tổ vẫn có vẻ trong trẻo lạnh lùng nhưng cơ thể lại sinh ra cảm giác linh động và bừng bừng sức sống đặc biệt là ánh mắt của nàng sáng người có thần vẻ mặt có chút quyến rũ đây là sự khác biệt lớn các người nói có chuyện gấp là chuyện gì cố hàm sương trực tiếp hỏi là thế này chúng tôi cố hồng văn cũng không trần trừ mà nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình cố hàm sương sau khi nghe xong thì cau mày trong giọng nói có chút mất vui. Các người nói việc gấp, chẳng qua chỉ là chút chuyện vậy à? Bà tổ, điều này liên quan đến sự hương suy của Cố gia trong tương lai, vì vậy tôi cảm thấy rất quan trọng. Cố Hồng Văn vội vàng giải thích. Các người cảm thấy đi tranh chấp danh tiếng bốn tiểu gia tộc thì có ý nghĩa sao? Cố Hàm Sương thản nhiên nói. Cố gia bây giờ chỉ có ba người các người, một đại gia tộc ít nhất cũng phải là nhân khẩu thịnh vượng nếu không thì cho dù một cá nhân có thực lực mạnh cũng không được gọi là đại gia tộc. Nếu các người bây giờ muốn gia tộc hùng mạnh, cũng đừng nên tranh quyền đoạt lợi, trước tiên mau kết hôn sinh sôi nảy nở. Ba anh em cố ra đều ngây người, rõ ràng ý nghĩ của cố hàm xương thật sự không tương đồng với bọn họ. Cố Hồng Văn trầm mặc một lúc rồi mở miệng hỏi. Bà Tổ, nếu chúng ta không có năng lực tự bảo vệ, dù ba anh em chúng tôi có sinh 18 đứa bé cũng chưa chắc có thể bảo vệ được, gia tộc có thể bị diệt vong bất cứ lúc nào, giống như viên gia, lý gia và tôn gia vậy. chương 1241 lại có quan hệ với Hạ Thiên. Không phải còn có tôi sao? Cố Hàm xương thản nhiên nói. Tôi phụ trách thủ hộ gia tộc 10 năm, các người phụ trách việc làm ăn kinh doanh, chúng ta làm theo những gì mình được phân công, như vậy gia tộc mới thật sự. Lớn mạnh, nhưng, bà Tổ, ngài không phải đã nói, thời gian của mình cũng không dài sao cố hồng văn không khỏi hỏi các người không cần lo lắng vấn đề này thời gian của chúng ta còn rất nhiều muốn thủ hộ gia tộc trong thời gian vài chục năm căn bản không phải là vấn đề cố hàm sương thản nhiên nói sao vậy thì tốt quá cố hồng văn tỏ ra rất vui sướng sau đó hắn hỏi lại một câu bà tổ chẳng lẽ hạ thiên dùng y thuật giúp ngài đúng vậy y thuật của thiếu gia rất thần kỳ cậu ấy có thể kéo dài tính mạng của tôi có thể làm tôi mãi mãi thanh xuân, cố hàm xương thản nhiên nói. dù tôi đã rời khỏi gia tộc cả trăm năm, cũng không quen thuộc các ngươi, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà, các ngươi là đời sau của tôi, tất nhiên tôi có trách nhiệm giúp đỡ, vì vậy chỉ cần các người tình nguyện làm theo, tôi cũng sẽ âm thầm thủ hộ. chúng tôi tất nhiên sẽ nghe lời ngài, cố hồng văn tranh thủ trả lời. nếu đã như vậy thì cứ làm theo lời tôi, không cần tranh chấp vô vị ở thủ đô, cứ an phận làm người. An phận làm việc, an tâm làm cho gia tộc sinh sôi nảy nở. Nếu gặp phải vấn đề gì đó không thể giải quyết thì các người cứ nói, tôi sẽ giải quyết." Cố Hàm Sương thản nhiên nói. "Tôi sẽ không ở lại thủ đô, tôi là nha hoàn của thiếu gia, cậu ấy ở đâu tôi sẽ ở đó, nhưng dù tôi ở nơi nào, chỉ cần các người gặp phiền toái, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho tôi biết, nếu tôi không giải quyết được sẽ nhờ thiếu gia hỗ trợ." "Bà tổ, cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm theo lời ngài." Cố Hàm Sương khẽ gật đầu nói: Có một chuyện tôi hy vọng các người nên hiểu, tôi tuy là nha hoàn của thiếu gia, tuy được sủng ái nhưng dù là thế nào cũng là nha hoàn, cậu ấy là chủ nhân, vì vậy mỗi khi gặp mặt hắn yêu cầu các người cũng dùng lễ đối đãi, không cần đi quá giới hạn. Cố Hàm Sương tiếp tục nói: Cậu ấy có tư cách là chủ nhân của tôi, các người hầu hạ cậu ấy cũng không có gì phải xấu hổ, thật ra còn là vinh hạnh. Rất nhiều người muốn đi theo nhưng cậu ấy không tiếp nhận các người phải ghi nhớ điều này, chỉ như vậy khi gặp vấn đề mới có thể yêu cầu thiếu gia hỗ trợ. Cố Hàm Sương nói đến đây thì khẽ ngừng lại, ánh mắt đảo qua ba người cố ra, sau đó tiếp tục hỏi. Các người đã hiểu chưa? Bà Tổ, tuy chúng tôi cũng không quá hiểu Hạ Thiên, nhưng ngài đã nói như vậy, chúng tôi tin tưởng ngài, cũng sẽ làm theo lời ngài. Cố Hồng Văn có chút trần chừ hắn nhìn qua hai người em của mình, sau đó bổ sung hàn phong và minh tuấn cũng phải làm như vậy được rồi tôi cũng không nhiều lời các người đều rất thông minh tôi cũng tin tưởng con cái của các người sau này sẽ vĩ đại vài chục năm sau cố gia sẽ chính thức trở thành đại gia tộc có lẽ bây giờ các người không cam lòng yên lặng nhưng vài chục năm sau các người sẽ hiểu đây là lựa chọn tốt nhất cố hàm sương bình tĩnh nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi tôi phải đi thiếu gia còn đang chờ cố hàm sương chợt biến mất trong sân chỉ để lại ba anh em cố ra có chút run sợ đại ca chúng ta thật sự phải nghe lời của bà tổ này sao một lúc lâu sau cố minh tuấn không nhịn được phải nói người này trước đó cảm thấy mình rất có cảnh tượng bây giờ chợt nghe nói phải yên phận làm người tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác không cam tâm tình nguyện thật ra bà tổ nói không sai gia tộc chỉ có ba anh em chúng ta dù là người khác ném cho chúng ta danh nghĩa tứ đại gia tộc cũng không có ý nghĩa cố hồng văn khẽ vuốt cằm gia tộc chúng ta cần là chính thức lớn mạnh, không cần hư danh, hàn phong, minh tuấn, chúng ta cứ dựa theo lời của bà tổ, tìm người phụ nữ nào có rèn ưu tú mà kết hôn. Nhưng, tiểu tử hạ thiên kia, cố hàn phong vẫn không cam lòng, hắn đã từng nếm qua thiệt thòi trước mặt hạ thiên, trước nay luôn muốn phục thù. Câm mồm, cố hồng văn quát khẽ. Hàn phong, cậu quên những gì bà tổ vừa nói rồi sao? Sau này nhắc đến Hạ Thiên phải có chút khách khí, cậu không tôn kính hắn nhưng cậu phải sợ hắn đại ca hạ thiên cũng không lợi hại như vậy chứ cố hàn phong vẫn có chút không quá tin tưởng hàn phong cậu đã tự mình giao thủ với hạ thiên hơn nữa bà tổ mạnh mẽ như vậy còn làm nha hoàn cho hạ thiên cậu còn chưa rõ hắn mạnh ra sao à cố hồng văn trầm giọng nói ngẫu nhiên khinh địch còn có thể nói là sai lầm nhưng tiếp tục khinh thường đối thủ thì là ngu xuẩn cố hồng văn dừng lại một chút giọng điệu có chút hòa hoãn. Hàn Phong, có một số việc không nên ôm vậy may, cũng không thể luôn là như vậy. Dù Hạ Thiên danh tiếng rất lớn nhưng người trong thủ đô luôn đánh giá thấp năng lực của hắn. Năm xưa Lý Gia và Tôn Gia Diệt Phong làm người ta nghĩ rằng Hạ Thiên rất mạnh nhưng vẫn có thể thắng, cũng vì thế mà Nhạc Chi Phong và Viên Gia mới tiếp tục Diệt Phong. Cố Hàn Phong chợt sững sờ. Đại ca, ý của anh là Nhạc Chi Phong chết đi có liên quan đến Hạ Thiên nếu không thì cậu cho rằng ai giết chết nhạc chi phong cố hồng văn thản nhiên nói hàn phong chuyện này không những tôi hiểu tất cả người thủ đô đều hiểu viên gia chỉ qua là kẻ chết thay mà thôi nhưng thật sự không có biện pháp vì căn bản không có chứng cứ khi đó hạ thiên ở thuộc đô biểu hiện là không liên quan mà cậu biết hắn cao minh ở đâu không chính là hắn cố ý làm náo loạn để không ai không biết điều này đủ cho đám người ta nghi ngờ hắn đang cố ý tạo nên chứng cứ ngoại phạm cho mình nhưng thực tế là hắn cố ý làm như vậy cùng lúc hắn muốn chứng minh cho người ta biết kiệt tác giết chết nhạc chi phong và diệt viên ra tất cả do hắn làm ra nhưng rốt cuộc là làm thế nào cố hàn phong thật sự mê hoặc chẳng lẽ viên thiên chính kia là thủ hạ của hạ thiên nhưng hắn bị tống ngọc mỹ bắt được mà tống ngọc mỹ không phải là người của hạ thiên sao tôi cũng không hiểu rõ cho lắm nhưng tôi biết rõ sau này trong thủ đô chỉ cần là kẻ có đầu óc bình thường cũng sẽ không động đến hạ thiên cố hồng văn thản nhiên nói hàn phong chúng ta bây giờ xem như đứng cùng chiến tuyến với hạ thiên chúng ta nên cảm thấy may mắn vì vậy chúng ta nên làm theo lời dặn của bà tổ như vậy mới là hướng đi đúng đắn nhất cho chúng ta cố hàn phong trầm mặc một lúc lâu sau đó hắn gật đầu khẽ nói đại ca tôi hiểu được tôi sẽ nghe lời anh cố hồng văn khẽ gật đầu không nói gì thêm trong mắt có vài phần chờ mong với tương lai căn cứ ám tổ chú triệu chú tìm cháu có việc gì sao mị nhi đi đến phòng của triệu minh phong cùng nàng còn có mộc hàm hai người bọn họ vừa nhận được điện thoại của triệu minh phong nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn vì thế mới cùng nhau đi đến triệu minh phong khẽ gật đầu mị nhi mộc hàm các người ngồi xuống đi tôi thật sự có chuyện cần thương lượng với hai người Mị Nhi và Mộc Hàm ngồi xuống đối diện với Triệu Minh Phong trong lòng thầm nghĩ gọi hai người bọn họ cùng đến, chẳng lẽ có liên quan đến Hạ Thiên? Mị Nhi, Mộc Hàm, các người cũng thấy rõ ràng những ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện, thượng cấp cũng chú ý, nhưng có lẽ các cô không biết bây giờ điều thượng cấp quan tâm nhất chẳng phải là sự kiện Nhạc Chi Phong chết đi, chính là chuyện khác, đó là Viên Thiên Chính. Với năng lực mà Viên Thiên Chính biểu hiện khi bị truy đuổi, điều này làm cho nhiều người bất an. Triệu Minh Phong cũng không quanh co lòng vòng. Trước đó Hạ Thiên tuy có năng lực rất mạnh nhưng thực tế đều không ra tay công khai, trong mắt thượng cấp thì năng lực của Hạ Thiên không trực quan như Viên Thiên. Chính, vì vậy biểu hiện của Viên Thiên chính lần này còn rung động hơn nhiều khi so với Hạ Thiên. Nghị Nhi và Mộc Hàm không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy ý nghĩ trong mắt đối phương xem ra thật sự có liên quan đến Hạ Thiên. Các người cũng không cần lo lắng, thượng cấp cũng không quá lo lắng với Hạ Thiên. Triệu Minh Phong lập tức nói: "Chúng ta cũng không phải là người ngoài, tôi cũng không dối gạt hai người, trong nhóm lãnh đạo cao tầng thì lực ảnh hưởng của Triệu gia chúng ta là rất lớn, mặt khác Tiền gia và Tống gia cũng lên tiếng giúp Hạ Thiên, vì thế tuyến trên dù nghĩ là Hạ Thiên rất mạnh, nhưng cho rằng sự hiện hữu của hắn không có hại với quốc gia." Triệu Minh Phong dừng lại một chút rồi bổ sung: "Thật ra nếu trên đời này chỉ có một mình Hạ Thiên có năng lực hùng mạnh, có lẽ thượng cấp sẽ có ý nghĩa khác." nhưng viên tiên chính xuất hiện đã làm tuyến trên, ý thức được, trên đời này sợ rằng có nhiều nhân vật nguy hiểm như viên tiên chính. Chú Triệu, thượng cấp muốn chúng ta làm gì? Mị Nhi không nhịn được phải hỏi. Mị Nhi, nếu trên đời này có một kẻ hùng mạnh hơn người thường, như vậy người thường sẽ tìm cách tiêu diệt kẻ này, nhưng nếu trên đời có một nhóm người như vậy, cách sáng suốt nhất chính là tìm một đại biểu, để hắn đi khống chế đám người kia. Triệu Minh Phong dùng giọng không nhanh không chậm nói bây giờ thượng cấp có ý nghĩ như vậy bọn họ muốn khống chế đám nhân vật kia mà người được chọn là hạ thiên mị nhi còn chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa có một âm thanh vang lên tôi không có hứng làm những chuyện như vậy ba người cùng quay đầu đều thấy hạ thiên xuất hiện ở cửa ra vào sau đó hắn lóe lên đi vào giữa mị nhi và mộc hàm hắn cũng không quan tâm đến sự có mặt của triệu minh phong mà trái ôm phải ấp với mị nhi và mộc hàm đồng thời nói vợ mị nhi Tôi tìm chỉ có việc. Chương 1242, tổ các bà vợ của Hạ Thiên. Mị Nhi cũng không vùng vẫy, nhưng nàng liếc xéo Hạ Thiên rồi khẽ nói. "Đừng quấy rối, đợi chú Triệu nói xong chính sự rồi nói sau." Triệu Minh Phong cũng không có gì kinh ngạc với hành vi của Hạ Thiên, bây giờ đừng nói là ở thủ đô, chỉ sợ cả nước đều không có mấy người không biết tên này. "Hạ Thiên, tôi biết rõ cậu không có hứng làm những chuyện này, nhưng vì để cho thượng cấp yên tâm." cậu cần phải đồng ý trên danh nghĩa. Thật ra tôi tin cũng không có việc gì để làm, dù sao thì kẻ như Viên Thiên Chính cũng không có nhiều. Triệu Minh Phong mỉm cười. Dựa theo yêu cầu của thượng cấp, chúng ta cần phải thành lập một tổ đặc biệt, chuyên nhìn vào đám nhân vật có năng lực siêu cường kia, nếu bọn họ làm ra những chuyện nguy hại, chúng ta sẽ đi giải quyết. Chú Triệu, điều này không có vấn đề gì. Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, Mị Nhi đã đồng ý thật ra chỉ còn hai người chờ tôi có cơ hội thấy bọn họ tôi sẽ xử lý coi như sự việc gì cũng xong hạ thiên thuận miệng nói hạ thiên rốt cuộc còn bao nhiêu nhân vật nguy hiểm cậu cứ nói ra chúng ta là người một nhà tôi cũng hy vọng cậu nói thật nếu để cho thượng cấp biết chỉ còn hai nhân vật như vậy thì sẽ bất lợi với cậu nếu thượng cấp tin bên ngoài còn nhiều người như vậy càng có lợi vì bọn họ sẽ cần sự tồn tại của cậu triệu minh phong trợt hạ thấp âm thanh tóm lại cụ thể có bao nhiêu người thì các người chỉ cần tự hiểu là được không cần báo cáo lên trên chú triệu chúng cháu biết rồi mị nhi chủ động nói cháu và mộc hàm sẽ sắp xếp chuyện này chúng cháu sẽ nhanh chóng thành lập tổ đặc biệt này triệu minh phong lại lắc đầu mị nhi tổ đặc biệt này thật sự cần hai người các cô xây dựng nhưng phương án xây dựng có lẽ có chút khác biệt với suy nghĩ của các người tôi gọi hai người đến cũng vì một chuyện khác chuyện này có liên quan đến mộc hàm chuyện gì mộc hàm ngẩn người sau đó hỏi không biết hai người có từng nghe nói công tử đã rời khỏi long tổ cũng đã rời khỏi thủ đô vì cậu ấy đi nên vị trí tổ trưởng long tổ coi như xuất hiện ghế trống triệu minh phong trầm ngâm một chút rồi nói mộc hàm khẽ nhíu mày tổ trưởng triệu ý của ngài là tôi sẽ về long tổ triệu minh phong khẽ gật đầu mộc hàm tôi biết cô không muốn quay về thật ra nếu không phải chuyện viên thiên chính phát sinh cô cũng không cần quay về. Trước đó vốn đã sắp xếp nhân tuyển khác, nhưng bây giờ Cục An ninh Quốc gia không quá yên tâm, bọn họ cảm thấy nếu Long Tổ không có một người có năng lực giống như viên thiên chính, bọn họ sẽ căn bản không thể nào kết thúc trách nhiệm, vì vậy bọn họ nghĩ đến cô, bọn họ cần cô quay về làm tổ trưởng Long Tổ. Cùng lúc đó cô vốn xuất thân từ Long Tổ, rất quen thuộc Long Tổ, hơn nữa trong ám tổ ngoài Hạ Thiên và Mỹ Nhi, năng lực của cô là mạnh nhất, vì vậy không còn nhân tuyển nào thích hợp hơn cô. Mộc Hàm khẽ nhíu mày. "Tổ trưởng Triệu, tôi và Long tổ trước đó đã chia tay không thoải mái, chỉ sợ bọn họ sẽ không hoan nghênh tôi quay về làm tổ trưởng." "Mộc Hàm, cô đừng lo lắng, dù là trước kia thì trong Long tổ cũng có rất nhiều người có cảm tình với cô." Triệu Minh Phong cười cười. "Bây giờ bọn họ đều hy vọng cô có thể đi qua, vì sau khi Hạ Thiên làm tổ trưởng ám tổ thì thực lực chỉnh thể của cả tổ chức đều tăng lên rất nhanh." so sánh với long tổ thì ám tổ càng ngày càng cường thế, điều này làm cho long tổ cảm thấy có chút thất lạc. Vì vậy thực tế bọn họ cũng rất hy vọng cô có thể đi qua, như vậy tranh lệch giữa long tổ và ám tổ cũng không còn quá lớn. Triệu Minh Phong dừng lại một chút rồi bổ sung. Thật ra đây cũng là điều mà thượng cấp mong muốn, bọn họ không hy vọng ám tổ mạnh hơn long tổ quá nhiều, giữa hai bên cân đối một chút mới hay. Vợ, tôi cảm thấy chị không cần tham gia long tổ quái quỷ gì cả, cũng không cần tiếp tục ở lại ám tổ, chị và vợ mỹ nhi theo tôi về giang hải, đi thành lập một tổ vợ của hạ thiên là được. hạ thiên lười biếng nói. mỹ nhi chừng mắt nhìn hạ thiên, người này có ý nghĩ quái quỷ gì vậy? vợ mỹ nhi, chị đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói thật, dù là ám tổ, long tổ hay tổ đặc biệt gì đó, sau này các người đều phải về giang hải. nếu các chị không muốn bỏ thì có thể chuyển ám tổ và long tổ kia về giang hải. hạ thiên dùng giọng chăm chú nói. Nhưng tổng bộ đặc công trước nay luôn đặt ở thủ đô." Nghị Nhi tức giận nói. "Tổng bộ tiểu tổ đặc biệt kia nên lập ở Giang Hải, sau này chị sẽ là thành viên của tổ, cùng ở trong thành phố Giang Hải." Hạ Thiên Thuận miệng nói. Triệu Minh Phong lúc này nói chen vào một câu. "Hạ Thiên, thật ra điều này cũng không phải không thực hiện được, thượng cấp hy vọng Long tổ và Ám tổ có thể liên hợp thành lập tổ đặc biệt, ba người có thể làm tổ trưởng, liên hợp quản lý." bình thường các người ở Giang Hải cũng không có vấn đề, dù sao bây giờ cũng không giống như năm xưa, dù ở nơi nào mà chẳng được. Chú Triệu, vấn đề này để nói sau, thành phố Giang Hải bên kia còn phải chuẩn bị cho tốt cái đã. Nghị Nhi khẽ nói, vậy cũng được, đây là chuyện riêng của các người, do chính các người quyết định. Triệu Minh Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn Mộc Hàm. Mộc Hàm, còn cô, quyết định xong chưa? Có đến Long Tổ không? mộc hàm trầm mặc một lúc cuối cùng khẽ gật đầu nếu bọn họ đã hy vọng tôi quay về như vậy tôi sẽ đi dù sao thì dù là ám tổ hay long tổ đối với tôi cũng không có gì khác biệt quá lớn tôi đi long tổ sẽ có lợi hơn nếu ám tổ và long tổ có thể liên hợp hành động như vậy sẽ tốt hơn cô tình nguyện đảm nhiệm chức vụ thì quá tốt triệu minh phong khẽ thở ra nếu mộc hàm không muốn đi hắn thật sự không biết xử lý thế nào cho tốt triệu minh phong dừng lại một chút rồi nói thêm còn vấn đề xây dựng tổ đặc biệt, các người thật sự cũng không nên làm quá nhanh, có thể chờ mộc hàm tiếp nhận long tổ, sau đó chậm rãi thương lượng cũng không muộn. Còn chuyện đặt tên, các người cũng có thể tự quyết định, nhân tuyển cũng do các người chọn ra, nhưng thượng cấp hy vọng các người có thể mời cô ấy gia nhập, đó chính là Tống Ngọc Mỹ đã từng bắt viên thiên chính. Một hàm đưa mắt nhìn Mỹ Nhi, cũng không biết nói gì, cuối cùng tổ đặc biệt này cũng đều là vợ của Hạ Thiên, đúng là có thể gọi là tổ các bà vợ của Hạ Thiên. Vài phút sau Hạ Thiên, Mộc Hàm và Mị Nhi rời khỏi phòng làm việc của Triệu Minh Phong, Mị Nhi mở miệng hỏi. "Cậu tìm tôi có việc gì?" "Vợ Mị Nhi, tôi chuẩn bị về Giang Hải." Hạ Thiên trả lời. "Cậu về thì cứ về, không cần khai báo." Mị Nhi tức giận nói. "Vợ Mị Nhi, sao chỉ có thể như vậy? Chị là vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ phải nói cho chị biết điều này." Hạ Thiên nghiêm trang nói. "Bây giờ tôi đã biết, cậu còn việc gì nữa không?" mị nhi yêu kiều hừ một tiếng nàng cảm thấy tám phần là tên này không có việc gì nên tìm đến đây chiếm tiện nghi của mình hạ thiên lắc đầu hắn trả lời vợ mị nhi tôi còn có việc có chuyện gì mị nhi rất muốn đánh hạ thiên người này không thể nói một câu cho hết nghĩa sao mộc hàm không nhịn được phải cười mị nhi cô cứ cùng nói chuyện với chồng tôi cũng không quấy dày tôi phải đến long tổ một chuyến mộc hàm nói xong thì ôm cổ hạ thiên hôn một cái sau đó phóng đi, chỉ để lại Hạ Thiên và Mỹ Nhi. Vợ Mỹ Nhi, chúng ta về phòng chị. Hạ Thiên kéo Mỹ Nhi bước đi. Mỹ Nhi chợt cảnh giác. Cậu muốn làm gì, đừng quên chuyện cậu đã từng đồng ý. Vợ Mỹ Nhi, tôi chỉ muốn thi triển đệ ngũ châm cho chị mà thôi. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Mỹ Nhi chợt sướng sờ. Không phải cậu nói nghịch thiên đệ ngũ châm không thể thi triển nhanh vậy sao? Vợ Mỹ Nhi, chị cũng không biết, trước kia vốn không thể, nhưng chị tu luyện băng nguyệt tâm kinh tiến triển thần tốc, vốn công lực của chị cũng đã rất mạnh, tôi vừa kiểm tra xong, công lực của chị đủ để thi triển đệ ngũ châm. Hạ Thiên giải thích, hắn thật sự đã kiểm tra Mỹ Nhi, lúc nãy hắn ôm nàng và thuận tiện kiểm tra tình huống, sự việc đúng như những gì hắn dự đoán, bây giờ công lực của Mỹ Nhi tuy không đặc biệt mạnh, nhưng cũng đủ cho hắn thi triển đệ ngũ châm. Có cần vội vã vậy không? Mỹ Nhi có chút mất vui. Tôi còn có việc, vợ Mỹ Nhi, vài ngày nữa tôi sẽ phải rời khỏi thủ đô, chị không theo tôi, tất nhiên tôi phải gấp. Tôi phải biến chị nhanh chóng thành cao thủ kim đan kỳ, như vậy tôi mới yên tâm cho chị ở lại đây, nếu chị gặp phải một kẻ địch cực kỳ lợi hại thì sao? Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó hắn cũng không quan tâm Mỹ Nhi có đồng ý hay không, hắn kéo nàng chạy về phòng. Những chuyện kia không quan trọng, tôi thi châm cho chị mới quan trọng. Được rồi, Mỹ Nhi cuối cùng cũng không kháng cự mà đồng ý. Một lúc sau, khi đến phòng Mỹ Nhi thì điện thoại Hạ Thiên vang lên, người gọi đến là Cố Hàm Sương. Thiếu gia, cậu ở đâu? Tôi đã làm tốt mọi chuyện, chuẩn bị đến tìm cậu. Cố Hàm Sương khẽ hỏi. À, tôi ở căn cứ ám tổ, chị đến đây đi. Hạ Thiên nhanh chóng nói địa chỉ, hắn thấy mình không có ai hộ pháp, bây giờ Cố Hàm Sương xuất hiện, tất nhiên sẽ rất tốt. Mười phút sau Cố Hàm Sương đến căn cứ ám tổ, sau đó nàng dựa theo yêu cầu của Hạ Thiên, canh giữ bên ngoài phòng của Mỹ Nhi, mà Hạ Thiên thì đóng cửa phòng, hắn nói với Mỹ Nhi. Vợ Mỹ Nhi, chúng ta bắt đầu thi châm. Biết rồi. Mỹ Nhi tháo kính dâm, nàng dùng ánh mắt đẹp nhìn Hạ Thiên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để lột áo ra, cơ thể không chút tỉ vết xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. chương 1243, chính trị cởi quần áo. Hạ Thiên chợt ngây người, dù đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn được thấy cơ thể băng cơ ngọc cốt của Mỹ Nhi, nhưng bây giờ cơ thể không tì vết của nàng xuất hiện trước mặt hắn cộng thêm tư thái hoàn mỹ gây ra lực tác động khá lớn với hắn hạ thiên bị vẻ đẹp trước mặt hấp dẫn hắn không tự giác được phải bước về phía trước sau đó chụp tay về phía mị nhi này cậu làm gì vậy mau thi châm đi mị nhi có chút mất tự nhiên nhưng nàng vừa nói dứt lời thì đã phát hiện hạ thiên ôm lấy mình rồi hạ thiên cúi đầu ngậm lên môi đào thân thể mị nhi khẽ run lên sau đó nàng dùng sức đập lên người hắn thả tôi ra mau buông nếu không tôi ư ừ. hạ thiên mút cặp môi đào của mị nhi có chút tham lam mà kích thích cực lớn cũng không khỏi làm cho mị nhi khẽ than một tiếng nhưng nàng chợt nổi giận lúc này cơ thể nóng bỏng chợt trở nên lạnh buốt nhưng khoảnh khắc khi mị nhi bộc phát thì hạ thiên đột nhiên buông ra sau đó hắn nhanh chóng lui lại vài bước bộ dạng có chút khó khăn vợ mị nhi chị chỉ mau mặc quần áo vào như vậy tôi khó thể thi châm. Nếu cậu không đồng ý sau này không được tự tiện làm như vậy, coi như chúng ta sẽ xong. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo. Vợ Mị Nhi, chính chị cởi quần áo ra mà, chẳng phải như vậy chứng tỏ chị đã đồng ý sao? Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, hắn không nghĩ bắt buộc Mị Nhi, nhưng nàng tự dưng cởi sạch, hắn cũng không nhịn được. Tôi cởi quần áo cho cậu thi châm, lúc đầu không phải cậu nói sẽ thi châm sao. Mị Nhi dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Nhưng, vợ Mị Nhi, tôi không nói chỉ cởi quần áo, thi châm cũng không cần cởi quần áo. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, hắn thật sự có ý nghĩ muốn thi châm cho Mị Nhi, nhưng Mị Nhi chợt cởi bỏ quần áo, điều này quá hấp dẫn, hắn là một người đàn ông bình. Thường, nếu có thể nhẫn nhịn được, sợ rằng không phải là đàn ông vậy trước kia cậu thi châm cho tôi chẳng phải muốn cởi quần áo sao? Mị Nhi tức giận chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Vợ Mị Nhi, lần trước là lần trước, lần này lại khác. Hạ Thiên nhìn Mị Nhi. Thật sự cũng không thể trách tôi, bộ dạng của chị thật sự làm tôi không nhịn được. Vậy cũng vì cậu không nói sớm. Mị Nhi có chút xấu hổ, nàng cẩn thận suy xét lại, phát hiện Hạ Thiên thật sự chưa từng nói nàng cởi quần áo, nhưng nàng tưởng rằng sẽ phải cởi ra. Khi đó nàng nghĩ rằng người này muốn thi châm cho nàng căn bản có tám phần là muốn chiếm tiện nghi, nhưng đến bây giờ nàng mới hiểu, mình căn bản là nghĩ lầm, người ta vốn cũng không muốn chiếm tiện nghi của nàng, nhưng chính mình lại cởi sạch, đưa tiện nghi cho hắn chiếm. Nàng suy nghĩ, như vậy và thật sự không thể trách hạ thiên, hắn vốn là một sắc lang, nàng còn cởi sạch trước mặt hắn, hắn không làm việc có chút sắc lang thì không bình thường mất rồi. Vợ Mỹ Nhi, nếu tôi muốn chị cởi quần áo, tôi sẽ nói. Hạ Thiên dùng giọng chân thành nói. Mị Nhi chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sao cậu không nói sớm? Được rồi, tôi không nói nữa, nhưng vợ Mỹ Nhi, bây giờ chị ngồi lên giường đi, tôi muốn thi châm cho chị. Nhớ kỹ, khi linh khí tiến vào trong cơ thể, chị cần phải vận hành. Băng nguyệt tâm kinh để vận chuyển chân khí, sau đó tôi sẽ dùng ngân châm giúp chị kết thành kim đan. Này, tôi đã nhiều lần sử dụng nghịch thiên đệ ngũ châm, sẽ không có nguy hiểm. Hạ Thiên dặn dò một phen, cuối cùng còn ai ủi Mỹ Nhi một câu. Biết rồi. Mỹ Nhi cũng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nàng lên giường khoanh chân ngồi xuống, cơ thể cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, nàng cũng không ngại những bộ vị mấu chốt của mình bị Hạ Thiên gặm vài cái, nàng chỉ coi trọng sự trưng cầu ý kiến của hắn mà thôi. Vì vậy bây giờ nàng cũng không trách Hạ Thiên, còn vấn đề nguy hiểm, đến bây giờ nàng cũng không nghĩ đến, vì nàng biết rõ, sắc lang Hạ Thiên này sẽ không làm cho nàng gặp nguy hiểm dù nàng cam lòng chết thì hắn cũng không nỡ để nàng gặp phải chuyện không may. Nàng tin sắc lang này thậm chí còn quan tâm đến vấn đề an toàn của mình hơn cả chính mình. Hạ thiên lúc này cũng lấy ngân châm ra, hít vào một hơi, lúc này hắn cũng tỉnh táo trở lại, dù dáng người của Mỹ Nhi thật sự rất mê người nhưng khi mặc quần áo cũng không có lực tác động mạnh mẽ như trước đó, với lực khống chế của hắn, hoàn toàn có thể tự khống chế được. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải cố gắng nếu không trong lúc thi châm không phải chỉ có Mị Nhi gặp nguy hiểm, chính hắn cũng gặp nguy hiểm. Hạ Thiên khẽ nhắm mắt ngưng thần tụ khí, vài giây sau hắn đột nhiên mở to mắt, ngân châm nhanh chóng đâm lên người mị Nhi, nghịch thiên đệ ngũ châm lại được thi triển. Giữa trưa, cố hàm xương lẳng lặng đứng ngoài phòng của mị Nhi, từ sáng đến giờ nàng luôn đứng đây, đã được hơn 2 giờ, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì, hoặc là nói nàng. Không nghe được bất kỳ động tĩnh gì, nhưng nàng cũng không đi vào vì hạ thiên phân phó để cho nàng đứng canh ngoài cửa đừng cho bất kỳ kẻ nào đi vào rõ ràng dù là bất kỳ kẻ nào kể cả nàng tuy cố hàm xương đứng yên không nhúc nhích nhưng thật sự rất quan tâm đến vấn đề này không phải lo lắng hạ thiên gặp chuyện không may mà quan tâm mỹ nhi có thật sự thành kim đan hay không bây giờ cố hàm xương đã không còn thờ ơ như trước nàng thật sự mình hy vọng mình có thể được sống cũng hy vọng có thể giữ mãi tuổi thanh xuân nếu nàng có thể thành tựu kim đan, điều này là không thành vấn đề. Dù trước đó Hạ Thiên đã nói ra một ví dụ là tống ngọc mị, nhưng dù sau đó cũng không phải thứ nàng tận mắt chứng kiến, nhưng nếu vài giờ sau nàng có thể thấy mị. Nhi thật sự bước vào trong cảnh giới kim đan kỳ, như vậy tất cả hy vọng của nàng cũng sẽ không phải là giấc mộng, cũng vì thế mà nàng rất quan tâm đến tình huống bên trong. Đang lúc cố hàm xương bắt đầu nghĩ xem tình huống bên trong là thế nào, nàng chợt cảm thấy trong bầu không khí có một chút dao động không bình thường sau đó nàng phát hiện rất nhiều khí thức quen thuộc từ bốn phương tám hướng phóng đến đây chính là linh khí cố hàm xương thân là một người tu tiên tất nhiên nàng sẽ rất quen thuộc linh khí nhưng trăm năm qua có một lần nàng cảm thấy có nhiều linh khí như vậy đó chính là vài ngày trước khi hạ thiên tẩy tủy cho nàng vì vậy nàng nhanh chóng hiểu ra vấn đề sở dĩ lúc này có nhiều linh khí phóng đến tuyệt đối là vì hạ thiên đang thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm ở bên trong. Dù linh khí ở thế giới này đã thật sự rất mỏng manh, nhưng nếu tập trung linh khí từ bốn phương tám hướng, đối với một người tu tiên thì linh khí này là rất lớn. Chỗ thần kỳ của nghịch thiên bát châm chính là biến một người bình thường thành một linh thể hấp thu linh khí cực mạnh, chỉ trong thời gian ngắn, hấp thu một lượng lớn linh khí, sau đó để cho linh khí vận chuyển trong người, làm cho một người tu tiên chính thức tăng tu vi. Cố hàm xương có thể rõ ràng cảm giác linh khí tuồn vào trong phòng, tâm tình của nàng cũng vô tình có chút kích động. Khi Hạ Thiên nói ra thì nàng tuy tin nhưng vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng bây giờ nàng tự mình kiểm nghiệm những gì phát sinh, lại sinh ra cảm giác rất chân thật. Linh khí xẹt qua người cố hàm xương, điều này làm nàng sinh ra cảm giác vui vẻ thoải mái, nàng tin nếu mình hiện tại tu luyện sẽ cực kỳ có ích, nhưng cuối cùng nàng cũng không làm như vậy, vì lúc này nàng cảm thấy như vậy là không có ý nghĩa mặt khác nàng cảm thấy bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là hộ pháp cho mị nhi và hạ thiên ở bên trong vì có hạ thiên thì nàng sẽ có được tất cả cả buổi chiều cố hàm sương đắm mình vào trong linh khí tâm tình rất sảng khoái mãi đến khi trạng vạng tối nàng mới bắt đầu cảm thấy linh khí giảm đi vì vậy nàng ý thức được sự việc sắp kết thúc không nằm ngoài dự đoán của nàng thì hơn nửa giờ nữa hạ thiên sẽ từ bên trong đi ra thiếu ra cố hàm sương vội vàng lên tiếng nói sương nhà đầu Mị Nhi còn cần vài giờ để ổn định kim đan, trước tiên tôi sẽ trông coi ở đây, chị đi ăn cơm tối đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Thiếu ra, tôi không sao, tôi không đói bụng. Cố hàm Sương vội vàng nói. Sương nha đầu, chị không đói nhưng thiếu ra tôi lại đói, chị trước tiên ra quán cơm, sau đó mang đến cho tôi một ít, tôi phải ở đây chờ vợ Mị Nhi thành kim đan mới có thể bỏ đi. Hạ Thiên ngáp một cái, thi châm gần 10 giờ, thật sự rất vất vả. À, thiếu gia, thật xin lỗi, tôi quên mất, tôi đây sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho cậu. Cố hàm xương duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó lập tức xoay người bỏ đi. Chưa đến 10 phút sau thì cố hàm xương đã quay về, nhưng nàng không phải chỉ mang về một chú đồ ăn, mà là cả bàn thức ăn. Sau đó nàng dọn thức ăn ra, cùng hạ. Thiên ăn tối. Có nha hoàn thật sự là rất tốt. Hạ Thiên vừa ăn cơm tối vừa cảm thán hai người ăn xong bữa cơm tối không nhanh không chậm sau đó đợi chừng một giờ cửa phòng lại mở ra mị nhi từ bên trong đi ra vợ mị nhi đại công cáo thành rồi để tôi hôn một cái nào hạ thiên cười hì hì đi tới muốn ôm hôn mị nhi mị nhi lóe người lên né tránh sau đó biến mất trước mặt hạ thiên giọng nói từ phương xa truyền đến tôi đói bụng tôi đi ăn cơm trước tốc độ thật nhanh cố hàm xương thì thảo nói tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng nàng biết bây giờ Mỹ Nhi thật sự đã thành kim đan. Hạ Thiên lại có chút buồn bực, hắn lầm bầm. Vợ Mỹ Nhi này còn lợi hại hơn cả mình tưởng, không hổ danh là cơ thể cực âm, luyện băng nguyệt tâm kinh quả nhiên lợi hại hơn. Cố hàm xương có chút trần trừ, sau đó nàng khẽ hỏi. Thiếu ra, bây giờ chúng ta đi đâu? chương 1244, nghĩ đến chị muốn chết. À, trước tiên đi tìm vợ Mỹ Nhi cái đã hạ thiên suy nghĩ rồi kéo cố hàm xương chạy về phía căn tin ám tổ chưa đến một lúc sau thì bọn họ đã đến căn tin sau đó thấy trong phòng ăn chỉ có một mình mị nhi ngồi bên cạnh bàn ăn như sói như hổ xem ra đói bụng đến mức đáng sợ vợ mị nhi ăn từ từ thôi kéo nghẹn hạ thiên lóe người đến bên cạnh mị nhi sau đó ngồi xuống ở bên cạnh mị nhi liếc mắt nhìn hạ thiên sau đó nàng tiếp tục gặm đùi gà lúc này nàng không còn đeo kính dâm thực tế bây giờ cũng không phải lúc nào nàng cũng đeo kính dâm, vì một vài thành viên ám tổ đã thấy rõ dung mạo của nàng. Bây giờ ai cũng biết Mỹ Nhi là đệ nhất Mỹ nữ của ám tổ, dù là Mộc Hàm thì rất nhiều người thấy, nếu so sánh với Mỹ Nhi cũng có chút tranh lệch. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Mỹ Nhi, sau đó hắn cuối cùng cũng yên lòng, lúc này Mỹ Nhi thật sự có thêm vài khí tức tiên nữ, nhưng nếu so sánh với trước kia thì bản. Chất cũng không quá khác biệt. Khí chất của Mị Nhi cũng không có vài phần tương tự như Dạ Ngọc Mị, tuy cũng là người đẹp băng giá, nhưng lại khác biệt hoàn toàn với Dạ. Ngọc Mị. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên ý thức được, có lẽ Dạ Ngọc Mị lạnh cũng không phải vì nguyên nhân tu luyện Băng Nguyệt Tâm Kinh, mà là vì tính cách của đối phương như vậy. Này, cậu nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Mị Nhi chợt mất hứng. Cũng không phải cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vợ Mị Nhi, tôi nghĩ đến tình huống sắp phải đi vì vậy muốn nhìn chị nhiều hơn một chút. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mị Nhi nhịn không được phải chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói. Đầu óc cậu có vấn đề à? Nói toàn những chuyện rối loạn, người ta tưởng rằng cậu sắp chết đến nơi rồi. Vợ Mị Nhi, sao lại nói chồng chết? Chị có biết rằng, chủ ẻo chồng mình chết chính là làm khổ chính mình, tự làm khổ mình cũng không phải là thói quen tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mặc kệ cậu, Mị Nhi cuối cùng cũng nhớ ra một vấn đề, đó là đấu võ mồm với người này sẽ chẳng có kết quả gì, vì thế lựa chọn tốt nhất lúc này là không nói gì. Vì vậy lúc này nàng cũng không thèm quan tâm đến Hạ Thiên, chỉ chú trọng vào bữa tối. Nhưng Mị Nhi không nói lời nào cũng không có nghĩa là Hạ Thiên sẽ im miệng, hắn thỉnh thoảng phải tìm thứ gì đó để nói, làm cho bữa tối của Mị Nhi cũng không thanh. Tỉnh, vì vậy nàng chợt sinh ra xúc động, sau này không nên cùng hắn ăn cơm. Nhưng nàng cảm thấy điều này hầu như là không thể, vì vậy cuối cùng cũng không nói ra. Hơn 10 phút sau Mị Nhi cuối cùng cũng ăn tối xong, sau đó đứng lên nhanh chóng rời đi, nhưng đến lúc này Hạ Thiên thật sự đã có chuẩn bị, vì vậy dù tốc độ của nàng lần này là rất nhanh nhưng hắn cũng không chậm, hắn đi theo nàng như hình với bóng, theo nàng về tận phòng ngủ. Mị Nhi cuối cùng cũng không nhịn được phải mở miệng. Cậu theo tôi đến đây làm gì? Vợ Mị Nhi, đã chế thế này rồi, tất nhiên tôi sẽ đến đi ngủ. Hạ Thiên dùng giọng hùng hồn đáp. Tôi không cho cậu ngủ lại đây. Nghị Nhi hừ một tiếng. Cậu cùng Mộc Hàm. Mị Nhi vốn nói để cho Hạ Thiên sang ngủ với Mộc Hàm, nhưng nàng chợt có ý nghĩ, nàng đổi giọng mà hỏi ngược lại. Cậu muốn ngủ ở chỗ này? Vợ Mị Nhi, tất nhiên rồi. Hạ Thiên không suy nghĩ nhiều mà trả lời. Cậu ngủ ở đây cũng được, nhưng chỉ có mình cậu thôi, người khác không thể, dù là nha hoàn cũng không được, mộc hàm cũng không, cậu phải đồng ý, nếu không thì đi. Ngay đi, Mị Nhi nhanh chóng nói. Tốt, Hạ Thiên đồng ý, mà cố hàm xương cũng rất tự giác. Thiếu gia, phu nhân, tôi ra ngoài trước. Cố hàm xương lập tức đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó còn đóng cửa lại, Hạ Thiên còn khóa cửa và cười hì hì với Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, chúng ta có thể ngủ được chưa? Có thể, Mị Nhi chợt lộ ra nụ cười kỳ quái. Cậu ngủ trên mặt đất, tôi ngủ trên giường. Sao? Hạ Thiên chợt buồn bực. Vợ Mị Nhi, sao chị lại cho chồng ngủ trên mặt đất? Nếu không thì cậu ngủ trên giường, tôi ngủ trên mặt đất. Tôi không ngại. Mị Nhi tỏ ra vô tội, cuối cùng lại nói thêm một câu. Đừng quên vài ngày trước cậu đã đồng ý, cậu nếu làm điều sằng bậy, sau này đừng đến tìm tôi. Hạ Thiên chợt buồn bực, hắn xem như hiểu rõ đêm nay mình ngủ ở đây, nhưng không phải ngủ cùng vợ như tưởng tượng. Vợ Mỹ Nhi không chịu làm những việc như các bà vợ khác ngủ cùng hắn, thậm chí cũng không cho hắn ôm ngủ. Hạ Thiên đang rất buồn bực thì điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại ra xem, thì ra là Mộc Hàm gọi đến. Hắn đang định tiếp điện thoại thì đã bị Mỹ Nhi giật lấy, sau đó nàng nhanh chóng nhận điện thoại. Mộc Hàm, là tôi đây, Mỹ Nhi, sắc lang này đêm nay không đi đâu, chị cũng đừng chờ. Được, Mộc hàm bên kia khẽ cười, nàng nói bằng giọng có hơi mập mờ. Mị Nhi, vậy đêm nay cô cứ vui vẻ với chồng, tôi sẽ không quấy dày. Mộc hàm nhanh chóng cúp điện thoại, Hạ Thiên lại buồn bực, cuối cùng hắn cũng hiểu, đây là vợ Mị Nhi cố ý với mình, nàng thật sự muốn tối nay hắn không ăn được vợ khác và cả nha hoàn, chỉ có thể nhìn vợ đẹp mà, nhịn thèm. Mị Nhi lúc này trả điện thoại lại cho Hạ Thiên, sau đó nàng cười vui vẻ nói. Tôi đi ngủ, cậu cũng ngủ đi, cậu thích ngủ đất hay trên giường? Ngủ trên đất. Hạ Thiên vô tình nói, tuy có chút buồn bực nhưng hắn vẫn không muốn cho Mỹ Nhi ngủ dưới đất, dù nàng thích ngủ dưới đất, hắn cũng thấy không nên cho vợ ngủ dưới đất. Hạ Thiên ngáp một cái rồi thì thào nói. Thật sự có chút mệt nhọc, vợ Mỹ Nhi, tôi đi ngủ trước. Hạ Thiên cũng không phải chẳng có phụ nữ là không chịu nổi, vì vậy hắn nhanh chóng tiếp nhận sự thật, sảng khoái nằm dưới đất, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hạ Thiên ngủ rất ngon nhưng Mị Nhi thì ngủ không được, trước kia nàng thật sự không có thói quen ngủ trên giường, nàng thật sự thích ngủ dưới đất. Mà nàng giữ Sắc Lang kia ở lại, chỉ vì muốn cho Sắc Lang kia không được gần phụ nữ, lúc nãy thấy bộ dạng bức bối của hắn thì nàng thật sự có chút vui vẻ, nhưng bây giờ biểu hiện của hắn thật sự không giống như quá buồn bực, đã ngủ mất, vì vậy đến lượt nàng buồn bực, Sắc Lang kia sao lại như vậy? Mị Nhi nằm trên giường thêm nửa tiếng mà không ngủ được vì vậy nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà nhảy xuống đất nằm bên cạnh hạ thiên nhưng mị nhi vừa nằm xuống đã phát hiện mình bị ôm này cậu chưa ngủ à mị nhi trừng mắt nhìn hạ thiên vợ mị nhi chị chưa ngủ tôi sao có thể ngủ được hạ thiên nhìn mị nhi hắn cười hì hì nói sau đó bắt đầu đầu độc nàng vợ mị nhi tôi thấy chị không ngủ được hay chúng ta làm chút vận động trợ giúp được không không Mị Nhi hừ một tiếng. Đừng tưởng tôi không biết Sắc Lang cậu muốn làm gì. Vợ Mị Nhi, đừng nhỏ mọn như vậy, cậu nếu còn như vậy, sau này tôi sẽ gọi chị là quỷ keo kiệt Mị Nhi." Hạ Thiên lầm bầm nói. Mị Nhi ngáp một cái, nàng cũng mệt mỏi, sau khi bị Hạ Thiên ôm thì nàng cũng buồn ngủ. "Này, cậu có thể ôm tôi nhưng không được làm gì khác, tôi muốn ngủ." Mị Nhi nỉ non nói một câu, sau đó chìm vào giấc ngủ. Hạ Thiên chợt buồn bực tuy ôm mị nhi rất thoải mái nhưng chẳng làm được gì thì cũng như không kết quả thì tốt mị nhi ngủ rất ngon nhưng một giờ sau hắn mới chìm vào giấc ngủ đến khi hạ thiên tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau mị nhi đã rời khỏi lòng hắn nhưng vẫn còn ở trong phòng ngủ vợ mị nhi lại đây ngủ tiếp hạ thiên nằm trên nền đất lại rang hai tay với mị nhi bộ dạng giống như muốn cho nàng vào nằm trong lòng hắn cậu muốn ngủ thì cứ ngủ tôi còn phải ra ngoài mỹ nhi nói giọng điệu có chút dịu dàng tất nhiên đây chỉ là tương đối mà thôi đúng là vợ không nghe lời hạ thiên thầm nói một câu sau đó hắn lóe người đến bên cạnh Mị nhi sau đó vung tay ôm nhưng nàng cũng không tranh lệch quá lớn với hắn vì vậy nàng lại né tránh có lẽ vì sợ hạ thiên cứ mãi dây dưa vì thế mà mỹ nhi chủ động hỏi một câu chừng nào thì cậu quay về giang hải à tôi sẽ hỏi vợ mị mị nói chung mai kia gì đó sẽ đi Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Đúng rồi, vợ Mỹ Nhi, vợ Đại Yêu Tinh và vợ Tóc Vàng lần này sẽ không cùng đi, các chị ấy đều ở lại thủ đô, nhưng bây giờ công lực cũng không bằng chị, vì thế chị phải. Giúp tôi bảo vệ bọn họ. Biết rồi. Mỹ Nhi chừng mắt nhìn Hạ Thiên, dù nói Hạ Thiên không lên tiếng thì nàng cũng nhất định sẽ bảo vệ triệu vũ cơ và mộc hàm, nhưng người này nói ra khỏi miệng làm nàng cảm thấy không có hương vị, đây không phải ép nàng quan tâm đến tình địch sao. Nhưng Mị Nhi chợt kỳ quái, nàng hỏi một câu: Thế nào, Y tiểu âm cũng theo cậu về Giang Hải à? Hạ Thiên chợt sững sờ. Vợ Mị Nhi, vợ Y Y còn ở Cảng Thành mà. Cậu không biết cô ấy về thủ đô rồi sao? Mị Nhi có chút ngạc nhiên. Hạ Thiên cũng ngạc nhiên. Vợ Y Y về thủ đô rồi sao? Không phải mới đến Cảng Thành chưa lâu à? Sau khi Nhạc Chi Phong chết thì đã có người mời cô ấy quay lại. Ngụy Nhi giải thích lý do. Như vậy à, thế thì tôi đến xem vợ y y thế nào. Hạ Thiên lập tức có quyết định, lát nữa hắn nên đến y nhân các một chuyến. Hạ Thiên nhanh chóng kéo Mị Nhi ra khỏi cửa, lại tìm được Mộc Hàm và Cố Hàm Sương, bốn người cùng ăn sáng. Trong lúc ăn sáng Hạ Thiên cũng nói chuyện sắp rời khỏi thủ đô với Mộc Hàm, sau đó đưa Cố Hàm Sương rời khỏi ám tổ, đến y nhân các. Chương 1245, Nhạc phu nhân trước khi đến y nhân các hạ thiên gọi điện thoại cho tống ngọc mỹ này có chuyện gì vậy tống ngọc mỹ nhanh chóng nhận điện thoại trong lời nói có chút nũng nịu vợ mị mị tôi chuẩn bị về giang hải khi nào chỉ có thể đi hạ thiên trực tiếp hỏi bên này đã sắp xếp xong bất cứ lúc nào cũng có thể đi tống ngọc mỹ trả lời sau đó nàng hỏi ngược lại cậu đã xác định thời gian khi nào về chưa? nếu đã xác định thì tôi đi đặt vé máy bay. Vậy thì mai chúng ta về, hôm nay tôi có chút việc. Hạ Thiên suy nghĩ rồi cho ra quyết định. Nhưng, vợ mị mị, chúng ta không đi máy bay, chúng ta ngồi xe lửa, tôi đã tính rồi, tổng cộng có 6 người, mua 6 vé xe lửa là được, loại giường nằm mềm. Được, tôi sẽ chuẩn bị vé. Tống Ngọc Mị đồng ý. Sau khi chấm dứt nói chuyện điện thoại với Tống Ngọc Mị, Hạ Thiên điện thoại cho Triệu Vũ Cơ, để nàng nói với tiểu yêu tinh và công chúa Sama, ngày mai sẽ đi Giang Hải. Sau đó Hạ Thiên điện thoại cho sở giao, gọi nàng về Giang Hải. Sau khi sắp xếp xong thì Hạ Thiên xuất hiện trước cửa lớn của y nhân các, lúc này có người từ bên trong đi ra, không phải là y tiểu âm, chẳng phải A Cửu, không phải là hai nữ đặc công thập bát muội và thập cửu muội của ám tổ, mà là một người phụ nữ trẻ, Hạ Thiên chưa từng gặp. Người phụ nữ này đại khái 25-26 tuổi, cao hơn mét 6, dáng người vừa phải, không mập không gầy, rõ ràng nếu xét về dung mạo hay dáng người đều thua xa. Y tiểu âm, thực tế nếu so sánh nàng với A cửu cũng có chút tranh lệch, nhưng nàng lại làm hạ thiên sinh ra cảm giác rất đoan trang. Tuy người phụ nữ này không tính là xinh đẹp nhưng ngũ quan đoan chính, khí chất đoan trang, người thường cảm thấy nàng rất thích hợp là một người vợ hiền, cũng vì thế. Mà dù là hạ thiên cũng phải đưa mắt nhìn vài lần. Nhưng người phụ nữ này hình như căn bản không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng nhanh chóng đi lướt qua bên cạnh hắn, sau đó đi đến một chiếc xe Lincoln đã đậu sẵn trước cổng. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, Hạ Thiên cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn đi vào trong y nhân các và phát hiện y tiểu âm đang ngồi bên trong, sau lưng là A Cửu. Khi thấy Hạ Thiên xuất hiện thì hai nữ đặc công ám tổ vội vàng đi ra xa một chút, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm Hạ Thiên, vị tổ trưởng ám tổ háo sắc này lại mang theo đạo cô xinh đẹp đi dạo chơi khắp nơi vợ y y người phụ nữ mới đi ra là ai vậy có chút cảm giác kỳ quái hạ thiên đi vào trong và mở miệng hỏi sắc lang nhìn thấy phụ nữ đã quan tâm rồi a à cửu căm giận mắng một câu sau đó nàng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hạ thiên đúng là không có ánh mắt có hứng thú với loại phụ nữ xấu như vậy này đừng phỉ báng tôi ai nói tôi có hứng thú với cô ta Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn A Cửu. Nếu cô còn tiếp tục nói bậy, tôi sẽ cho Nha Hoàn đánh cô. Hạ Thiên nói đến đây rồi bổ sung thêm một câu. Cô là nha hoàn của vợ y y, tôi không muốn đánh cô, nhưng nha hoàn của tôi đánh cô lại phù hợp, người khác cũng không cho rằng tôi ức hiếp nha hoàn. Vô sỉ. A Cửu tức giận mắng một câu. Cậu đến đây làm gì? Y Tiểu Âm cuối cùng cũng mở miệng. Cậu chẳng lẽ muốn nói cho tôi biết cậu đã tìm được hung thủ đứng sau màn trong vụ sát hại A Cửu. Điều này, còn chưa tìm được. Hạ Thiên có chút ngượng ngùng, hắn phát hiện mình đã quên mất điều này, vì thế lập tức di chuyển chủ đề. Vợ Y Y, thật ra tôi cũng muốn nói cho chị biết, tôi phải rời khỏi thủ đô, nếu chị không muốn rời xa tôi, chị có thể cùng đi theo tôi. Y Tiểu Âm chợt sinh ra xúc động muốn cầm chén trên bàn nện vào đầu Hạ Thiên, người này sao không tự mình hiểu lấy. Nàng không muốn rời xa hắn sao? Nàng ước gì? Hắn đi càng xa càng tốt thì có. Tự mình đa tình. A Cửu cũng khẽ nói một câu. Hạ Thiên cũng không tiếp tục so đo với A Cửu, hắn nói: "Vợ Y Y, sự việc của chị ở Cảng Thành đã làm xong chưa?" Nhờ hồng phúc của cậu, sự việc đã xử lý xong, chúng tôi cũng sớm về thủ đô." Y Tiểu Âm tức giận nói. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội. "Vợ Y Y, tùy tôi rất nhớ chị." nhưng lần này tôi không được ai báo là chị đã về cậu đừng giả vờ nhạc chi phong sao lại chết cậu có muốn nói tôi biết không y tiểu âm hừ lạnh một tiếng người khác không biết cậu có thể thôi miên nhưng tôi biết rất rõ hạ thiên cười hì hì nói vợ y y chỉ có thể yên tâm tôi sẽ không thôi miên chị thôi miên vợ thì sẽ không có được vợ thật sự cậu thừa nhận sao y tiểu âm khẽ hừ một tiếng vợ y y hình như tôi cũng chưa thừa nhận điều gì thì phải hạ thiên vẫn tỏ ra vô tội nhưng nhạc chi phong chết đi làm tôi rất vui vẻ ai bảo thằng ngu này muốn cướp vợ của tôi y tiểu âm nhìn chằm chằm vào hạ thiên khoảng vài chục giây nàng không muốn nói gì chỉ muốn xác nhận cái chết của nhạc chi phong có liên quan đến hắn hay không nhưng nàng thật sự không tìm được gì trên vẻ mặt hạ thiên vì thế dù nàng rất nghi ngờ cái chết của nhạc chi phong là do hạ thiên bày ra nhưng nàng cũng như những người khác ở thủ đô, chỉ có thể nghi ngờ mà thôi, căn bản không thể xác định. Vợ y y, có phải tôi rất đẹp trai không? Hạ thiên cười hì hì hỏi một câu. Y tiểu âm thiếu chút nữa thì ói máu, người này nói gì vậy? Chúng tôi còn có việc, muốn đi trước, cậu thích ở lại thì cứ ở lại. Y tiểu âm đứng lên, bộ dạng muốn bỏ đi. Vợ y y, chị đi đâu? Hạ thiên thuận miệng hỏi. Nhạc ra, thế nào? muốn đi không? Y tiểu âm hỏi mang theo chút trào phúng. Vợ y y, chị đến nhạc gia làm gì? Nhạc chi phong kia cũng không liên quan gì đến chị. Hạ thiên có chút mất vui. Lão gia nhạc gia là bệnh nhân của tôi, sức khỏe của ông ta không tốt, tôi cần đến điều trị. Y tiểu âm thản nhiên nói. À, vậy người phụ nữ vừa rồi là người nhạc gia sao? Hạ thiên suy nghĩ rồi hỏi. Có phải người của nhạc gia hay không thì liên quan gì đến cậu? Y Tiểu Âm nói mang theo chút mất vui. "Chẳng lẽ cậu muốn đuổi tận giết tuyệt?" "Vợ y y, tôi chỉ hiếu kỳ mà hỏi một câu thôi." Hạ Thiên lười biếng nói, "Chị không muốn nói thì thôi." Y Tiểu Âm có chút do dự, sau đó nàng mở miệng nói, "Cô ấy là Lục Tiểu Oánh, bây giờ có thân phận là phu nhân nhạc gia." "Nhạc phu nhân?" Hạ Thiên có chút buồn bực, "Cô ta là vợ của Nhạc Chi Phong hay là bà nội của Nhạc Chi Phong?" Nói nhảm tất nhiên là vợ của nhạc chi phong y tiểu âm dùng ánh mắt hung hăng nhìn hạ thiên trước đó cô ấy không công khai thân phận sau khi nhạc chi phong chết thì cô ấy mới dùng thân phận nhạc phu nhân để ra mặt giải quyết chuyện hậu sự cho nhạc chi phong kỳ quái nhạc chi phong không phải không có vợ sao hạ thiên lầm bầm có chút khó hiểu sao lại lòi ra một cô vợ thế này nếu cậu không tin thì cứ đi mà điều tra y tiểu âm tức giận nói một câu sau đó nàng nhấc chân bước đi, A Cửu cũng liếc mắt nhìn Hạ Thiên rồi đi theo sau. Y Tiểu Âm và A Cửu nhanh chóng rời khỏi Y Nhân Các, Thập Bát Muội và Thập Cửu Muội cũng đi theo ra ngoài, vì vậy mà lúc này Y Nhân Các chỉ còn lại Hạ Thiên và Cố. Hàm Sương chưa từng nghe nói Nhạc Chi Phong có vợ, mình còn phải cho vợ tóc vàng kiểm tra chuyện này mới được. Hạ Thiên cảm thấy sự kiện này có chút quái dị, sau khi suy xét thì điện thoại cho Mộc Hàm. Sáng hôm sau, trên đoàn tàu tốc hành về Giang Hải, trong toa giường mềm, Hạ Thiên đang gối đầu lên đùi Tống Ngọc Mị ngủ ngon lành. Tống Ngọc Mị mua 6 vé giường nằm, coi như mua phòng, mỗi phòng hai người. Giá vé xe lửa thật sự còn mắc hơn cả máy bay nhưng thật sự rất hưởng thụ, không khác gì một khách sạn lưu động. Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị cùng ở một phòng, mà Cố Hàm Sương và Sở Giao cùng một phòng, phòng còn lại là của Yêu Yêu và công chúa Sama. Tất cả mọi thứ Yêu Yêu mang theo chỉ là laptop, tất nhiên không phải nàng không có hành lý, nhưng hành lý của nàng đã được chuyên gia đưa đến Giang Hải. Còn công chúa Sama cũng không mang theo hành lý, nhưng nàng thật sự rất khoa trương, vì nàng muốn lưu học ở thành phố Giang Hải nên phía Hoàng thất Ả Rập quyết định thành lập một đại sứ quán ở Giang Hải, như vậy thuận tiện chăm sóc công chúa Sama, nghe nói vị trí của đại sứ quán cách đại. Học Giang Hải chưa đến hai cây số. Tống Ngọc Mỹ biết rõ Hạ Thiên sở dĩ quyết định về Giang Hải, có một nguyên nhân vì có vài bà vợ ở Giang Hải, nhưng chủ yếu cũng là vì nàng, nếu không thì hắn sẽ ở lại nghỉ ngơi ở thủ đô thêm vài ngày. Vì vậy mà nàng mới chủ động ở cùng phòng với hắn, chuẩn bị cho hắn hưởng thụ sự dịu dàng của nàng trên tàu. Đáng tiếc là Hạ Thiên vừa lên tàu thì ngủ ngay, mà từ thủ đô đến Giang Hải cũng không tính là quá lâu, xe lửa chỉ đi vài chục giờ, nhưng người này cứ ngủ như vậy, mãi. Đến khi đến ga hắn mới thức dậy, đến lúc này ngoài hưởng thụ chút cảm giác êm dịu của đùi tống ngọc mị thì căn bản không có gì khác đi ra khỏi nhà ga thì tống ngọc mỹ cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi hạ thiên một câu này tối qua cậu làm gì sao lại buồn ngủ như vậy vợ mị mị thật ra tối qua cũng không làm gì chỉ ngủ với vợ mà thôi hạ thiên duỗi lưng sau đó cảm khái nói cuối cùng cũng về đến thành phố giang hải tống ngọc mị bĩu môi nàng không tin tối qua hạ thiên không làm gì nhưng thực tế hạ thiên cũng không nói dối tối qua hắn chỉ ngủ với vợ nhưng vợ đại yêu tinh và mộc hàm đến tiến đưa, làm hắn cả đêm không ngủ, mà thiếu chút nữa đã hao hết thể lực, vì vậy mà vừa lên xe lửa đã ngủ ngay. chương 1246, ba chị em. Cậu trở về chắc chắn sẽ phải gặp nhiều người, tôi cũng không đi với cậu, vừa lúc muốn đến thăm chú tôi một chuyến. Khi nào cậu rảnh thì có thể điện thoại cho tôi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đến Thanh Phong Sơn. Tống Ngọc Mỹ cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề tối qua Hạ Thiên làm gì, nàng chỉ nói ra ý nghĩ của mình. Được. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý, hắn quay về thật sự phải gặp mặt nhiều người, gồm Tiểu Kiều, chị Hinh và Mỹ nữ tỷ tỷ, tất cả đều phải gặp, còn có cảnh sát tỷ tỷ đang. Mang thai, nhất định phải đến làm vài hiệp, cho nên lúc này hắn cũng không có thời gian cùng Tống Ngọc Nghị. Tống Ngọc Nghị sau khi tách khỏi Hạ Thiên ở nhà ra gia Giang Hải, sở giao cũng rời đi, nàng muốn về sở ra. Lúc này đám sáu người chỉ còn bốn người, sau đó Hạ Thiên dẫn Yêu Yêu, công chúa Sama và Cố Hàm Sương trực tiếp chạy đến Kiều Gia. Trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, lúc này Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng đang chờ Hạ Thiên quay về, ngày hôm qua các nàng đã biết hắn sẽ về, cũng vì thế mà khi thấy hắn xuất hiện trong phòng khách cũng không thấy quá bất ngờ. Dù bây giờ Hạ Thiên về còn mang theo ba người đẹp nhưng cũng không ai thấy ngạc nhiên, vì đây đều là tình huống mà các nàng có thể dự đoán được tất nhiên không thấy bất ngờ cũng chẳng phải không có ý kiến, tất nhiên Kiều Tiểu Kiều cũng không có ý kiến với Hạ Thiên, cũng không phải là Kiều Hoàng Nhi trước nay không quan tâm điều gì, chính là người luôn không hài lòng với Hạ Thiên, là Kiều Phượng Nhi. Tưởng rằng anh chết trên người phụ nữ rồi chứ. Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Hạ Thiên nhìn Kiều Phượng Nhi rồi kinh ngạc nói. Ủa, sao ngực cô lại lớn nữa rồi? Cái gì? Kiều Phượng Nhi chợt chấn động. Không thể nào, giống như trước thôi thật sự là lớn ánh mắt của tôi rất chuẩn không tin để tôi sờ thử biết liền hạ thiên tỏ ra khẳng định ánh mắt của anh có vấn đề rồi kiều phượng nhi lo lắng sao lại lớn hơn được gần đây tôi không làm gì cả có lẽ gần đây cô ăn tương đối nhiều sau đó chất bổ dồn vào chỗ kia hạ thiên nghiêm trang nói nếu cô không để tôi động vào xem thế nào cũng có thể cởi quần áo soi gương Kiều Phượng Nhi lập tức xoay người chạy lên lầu, rõ ràng muốn về phòng soi gương. Đúng là kẻ ngược to thường không não, dễ bị lừa như vậy. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn phát hiện không đúng, quay đầu nhìn cố hàm xương. Sương nha đầu, tôi cũng không nói chị, tuy chị ngược lớn nhưng rất thông minh. Chồng, em cũng rất thông minh. Công chúa Sama cũng níu áo Hạ Thiên không cam lòng. À, đúng, vợ công chúa cũng rất thông minh hạ thiên lúc này mới nhớ ngực của vợ công chúa rất lớn chồng chồng em thông minh nhất tiểu yêu tinh sen vào một câu vì em ngực nhỏ nhất hạ thiên thuận miệng nói tiểu yêu tinh chợt buồn bực nàng bĩu môi ngực người ta cũng đâu nhỏ cũng lên đến mức c rồi sư phụ sư phụ thật ra em không những thông minh mà ngực cũng lớn nếu không thì thu em làm vợ đi một âm thanh đột một vang lên em không thông minh mà ngực cũng không lớn hạ thiên tức giận phản bác sau đó trừng mắt nhìn một thiếu nữ đang chạy từ lầu hai xuống sao em lại ở đây người gọi hạ thiên là sư phụ chính là cô gái muốn làm vợ hắn dĩ nhiên là triệu thanh thanh đã lâu không gặp triệu thanh thanh tuy không biến đổi quá lớn tuy dáng người không tồi lại khá xinh đẹp nhưng nếu so sánh với những cô gái bên cạnh hạ thiên thì biến ngay thành vịt con xấu xí tranh lệch là rõ ràng sư phụ sư phụ em đến gặp anh mà triệu thanh thanh chạy đến lôi kéo làm quen nhưng hạ thiên tuyệt đối không nể mặt anh không phải sư phụ của em cũng không cần em đến gặp bây giờ em có thể đi sư phụ sao lại như vậy được triệu thanh thanh có chút buồn bực người ta cố ý làm vợ bé đưa đến tận cửa rõ ràng là có thành ý anh không cảm động sao dù điều kiện của em kém một chút anh không thể hạ thấp yêu cầu một chút sao em còn có thể phát triển nữa mà em đã qua thời kỳ phát dục rồi Hạ Thiên Thuận miệng nói: "Người ta mới 18 tuổi, em nghe nói đến 28 tuổi còn có thể phát dục." Triệu Thanh Thanh không phục nói: "Này, anh không có hứng thú, nếu em không đi, anh sẽ đá văng ra." Hạ Thiên không muốn tiếp tục dây dưa với Triệu Thanh Thanh, nhà đầu này lúc nào cũng nhớ đến võ công của hắn, hắn cũng không cần nàng làm vợ bé. "Đợi chút, sư phụ không thể đá em ra ngoài, em không đến đây tìm anh là được." Triệu Thanh Thanh lập tức nôn nóng Nàng có lý do thoái thác. Em đến đây tìm em gái của mình. Em gái của em sao? Hạ Thiên bĩu môi. Em có em gái à? Tất nhiên là có, yêu yêu chính là em của em, là em họ, mà anh em họ ở Triệu gia cũng giống như anh em ruột vậy. Triệu Thanh Thanh lôi kéo Tiểu Yêu Tinh. Yêu yêu nói xem có đúng không? Chồng chồng, tuy em và chị ấy không quá quen thuộc, nhưng chị ấy thật sự là chị của em. Tiểu Yêu Tinh đón lời sư phụ sư phụ, anh xem, có thể ở lại được chưa? Triệu Thanh Thanh có chút hưng phấn, sau đó nàng muốn thuyết phục Hạ Thiên. Này sư phụ, anh xem, chị Triệu Vũ Cơ của em là vợ anh, yêu yêu em của em cũng là vợ anh, sao anh lại bỏ qua em? Anh nghĩ lại mà xem, lấy cả ba chị em, sau này cùng làm vợ, là kích thích cỡ nào? Khủ khủ, Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh cuối cùng cũng không chịu được nữa. Này, quá chủ động cũng không tốt, chồng không thích chị, có lẽ tám phần là do chị quá chủ động. Tiểu yêu tinh kéo áo Triệu Thanh Thanh, nàng thật sự nghe không vô được nữa. Phải không? Triệu Thanh Thanh trừng mắt. Chẳng lẽ muốn chị e thẹn một chút? Đúng vậy, phải rụt rè e thẹn một chút. Tiểu yêu tinh khẽ gật đầu chân thành. Hoàng Nhi, trước tiên em đưa yêu yêu và công chúa Sama lên lầu, sắp xếp phòng cho các cô ấy. Thanh Thanh, em cũng lên lầu đi. Kiều Tiểu Kiều lúc này mở miệng nói, triệu thanh thanh thật sự còn chưa kịp nói gì kiều hoàng nhi khẽ gật đầu nàng đưa tiểu yêu tinh và công chúa sa ma lên lầu triệu thanh thanh quyết định sẽ e thẹn một chút vì thế cũng đi theo còn cố hàm sương nàng được hạ thiên phân phó cũng lên lầu theo vì vậy trong phòng khách chỉ còn lại hạ thiên và kiều tiểu kiều hạ thiên khẽ vươn tay kéo kiều tiểu kiều ôm nàng ngồi trên ghế sa lông sau đó dùng tay lục lọi kiều tiểu kiều đỏ bừng mặt nhưng nàng cũng không phản đối cứ để cho chồng tha hồ xoa bóp. Vài phút sau Hạ Thiên cũng dừng động tác, hắn tỏ ra hài lòng. Vợ, cuối cùng em cũng không còn quá gầy. Kiều Tiểu Kiều tuy vẫn là một thiếu nữ nhỏ đẹp nhưng bây giờ những chỗ nên lớn trên người nàng là không nhỏ, chỗ nên có thịt cũng nổi lên, điều này làm cho Hạ Thiên. Rất hài lòng, bà vợ gầy này bây giờ cũng đã mập, đã đến lúc nên ăn được rồi. Chồng, lần này quay về, trong thời gian ngắn có đến thủ đô không? Kiều Tiểu Kiều khẽ hỏi. Có lẽ sẽ không. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vài ngày nữa anh sẽ lên Thanh Phong Sơn, sau này thời gian chủ yếu sẽ ở thành phố Giang Hải. Chị Mộng cũng đang ở Thanh Phong Sơn, chị Thanh cũng ở đó, anh lên đó có thể được gặp hai chị ấy. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Kiều Tiểu Kiều trần trừ một chút rồi khẽ hỏi. Chồng, đêm nay anh có đến chỗ chị băng băng không? Đúng vậy, anh sẽ đến thăm chị băng băng, nghe nói mang thai đầu lòng sẽ không tốt với phụ nữ, anh về mà không gặp chị ấy, sợ rằng chị ấy sẽ không vui. Hạ Thiên cũng không che giấu ý nghĩ của mình, tuy hắn vẫn rất muốn ăn kiều tiểu kiều đã nuôi cho mập, nhưng bây giờ chuyện quan trọng vẫn là lãnh băng băng. À, chồng, vậy thì anh nên đi sớm một chút, em sẽ sắp xếp cho yêu yêu và công chúa Sama. Kiều tiểu kiều khẽ nói. Được, anh đi trước. Hạ Thiên ôm kiều tiểu kiều ở trên đùi đặt lên ghế salon, sau đó hắn lên lầu, phân phó cố hàm xương một tiếng, để nàng ở đây chờ hắn, sau đó nhanh chóng rời khỏi kiều ra. Biệt thự số 13 khu cảnh huyền Lãnh tiểu thư, ăn cơm thôi Nói chuyện là một người phụ nữ trung niên nàng là bảo mẫu mà kiều tiểu kiều tìm đến cho lãnh băng băng, tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng là đầu bếp tay nghề đỉnh Cấp, đủ chăm sóc khẩu vị cho một người phụ nữ mang thai như lãnh băng băng. Di phương, cứ chờ chút lãnh băng băng nhìn những món ăn trên bàn hình thức không ít tám món thường một món canh nhưng mỗi phần đều rất ít rất tinh xảo rõ ràng dì phương mất khá nhiều tâm tư vì những món ăn này cơ bản nhiều món nhưng không quá lãng phí dì phương có hơi sững sờ sau đó nàng hỏi lãnh tiểu thư có phải thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị lãnh băng băng lắc đầu dì phương dì hiểu lầm rồi tôi muốn đợi chồng cùng về ăn bữa tối Chồng của tiểu thư? Di Phương chợt giật mình, sau đó cẩn thận hỏi: "Tiểu thư nói Hạ Tiên Sinh sao?" "Ừ, cậu ấy đã về Giang Hải." Lãnh băng băng khẽ gật đầu, nàng vô thức sờ lên bụng, tuy chỗ đó thực tế chưa có biến hóa, bây giờ cũng không thấy động tĩnh, nhưng nàng biết nơi đó có một sinh mạng, là kết tinh của nàng và Hạ Thiên. "Hạ Tiên Sinh có điện thoại cho tiểu thư không? Có nói lúc nào sẽ đến không?" Di Phương lại hỏi: "Nếu cậu ấy tạm thời không đến ngay được, tôi có thể đưa thức ăn đi giữ ấm. Không đợi gì Phương nói xong, lãnh băng băng cắt đứt lời. Không cần, tôi cảm thấy cậu ấy sắp đến rồi. Trường 1247, thật sự là tâm hữu linh tê. Cảm giác, Di Phương cảm thấy có chút cổ quái, vị tiểu thư này chẳng lẽ có tâm hữu linh tê với vị hạ tiên sinh kia. Kiều Tiểu Kiều có thể sắp xếp Di Phương đến để săn sóc cho vấn đề ăn uống của lãnh băng băng, rõ ràng là vì Di Phương là người đáng tin, mà dì Phương cũng tất nhiên không phải không biết gì về Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng. Tuy nàng nghe nói Hạ Thiên rất yêu mến Lãnh Băng Băng, nàng cũng hiểu chuyện Hạ Thiên yêu Lãnh Băng Băng là bình thường, vì một cô gái cảnh sát xinh đẹp gợi cảm như vậy có ai mà không thích. Nhưng nàng cũng nghe nói Hạ Thiên có rất nhiều người phụ nữ, vì vậy nàng có chút nghi ngờ, Lãnh Băng Băng căn bản không điện thoại cho Hạ Thiên, sao có thể khẳng định Hạ Thiên sẽ đi qua. Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng dì Phương cũng biết nên nói gì, không nên nói gì, vì vậy nàng cũng không hỏi, chỉ cùng chờ với Lãnh Băng Băng. Đợi chừng 3 phút thì Lãnh Băng Băng chợt nhìn ra phía cửa, đúng lúc này cửa mở ra, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt nàng. "Băng Băng, tôi đã về." Hạ Thiên vẫn là nụ cười sáng lạn như vậy. Lãnh Băng Băng đứng lên đi về phía cửa ra vào, gương mặt như hoa, nhìn qua có vẻ cực kỳ xinh đẹp. "Chồng, ăn cơm tối nhé, mọi người đang chờ cậu." Lãnh Băng Băng dịu dàng nói nàng một khi quyết định sẽ toàn tâm toàn ý quá khứ nàng rất kháng cự với hạ thiên nhưng bây giờ nàng thật sự dịu dàng như một cô vợ nhỏ chào hạ Thiên sinh di phương lúc này cũng tiến lên chào hỏi hạ thiên trong lòng nàng thầm ngạc nhiên lãnh băng băng này và hạ thiên thật sự tâm hữu linh tê băng băng chị biết tôi sẽ đến sao hạ thiên lúc này cũng có chút ngạc nhiên tôi còn muốn cho chị một bất ngờ vì vậy mà cũng không điện thoại đến tôi biết rõ hôm nay cậu sẽ quay về cũng biết cậu về sẽ đến đây. Lãnh băng băng kéo Hạ Thiên xuống ghế. Vì vậy cậu không thể nào làm tôi bất ngờ được, nhưng cậu cũng không cần cho tôi bất ngờ, cậu đã trở lại, tôi cũng rất vui. Dì Phương nghe nói như vậy thì thầm hiểu, không phải là tâm hữu linh tê, mà lãnh băng băng có tín nhiệm với Hạ Thiên, nàng vững tin người đàn ông này sẽ coi trọng mình, vững tin sau khi quay về sẽ đến gặp mình, vì thế mới biết nàng sắp đến. Thực tế thì Hạ Thiên cũng không phụ lòng tín nhiệm của lãnh băng băng, cũng xuất hiện rất kịp thời bữa tối được tiến hành trong không khí ấm áp gần đây hạ thiên ăn rất nhiều đêm nay đối với hắn thì ăn tương đối ít đi vì thức ăn không tính là quá nhiều lãnh băng băng thân là phụ nữ có mang lại ăn rất tốt kết quả là khác biệt với dĩ vãng lần này người ăn hết phần lớn không phải là hạ thiên mà chính là lãnh băng băng bữa tối đã xong lãnh băng băng dịu dàng đề nghị chồng tôi nghe nói phụ nữ có mang phải siêng vận động chúng ta đi tản bộ nhé được. Hạ Thiên đồng ý, dù hắn biết rõ tình huống của lãnh băng băng căn bản không cần ra ngoài tản bộ, vì nàng cũng không phải là người thường, nhưng hắn vẫn tình nguyện đi với nàng. Vài phút sau hai người tay trong tay đi ra khu dân cư cảnh huyền, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Bây giờ thời tiết cũng không tính là ấm áp, đặc biệt là buổi tối có chút lạnh, vì vậy mọi người đều ăn mặc tương đối nhiều, lãnh băng băng cũng không ngoại lệ. Nàng mặc bên ngoài một bộ áo lông tương đối rộng, Tất nhiên áo rộng cũng không phải muốn che giấu những bộ vị kinh người của nàng, mà là vì suy nghĩ cho đứa bé trong bụng, vì nàng nghe nói phụ nữ có mang không thích hợp mặc quần áo quá chật. Tuy Hạ Thiên đã sớm nói, tình huống của Lãnh Băng Băng không giống với phụ nữ bình thường, không cần chú ý như người thường, nhưng nàng vẫn xem vào kinh nghiệm của người phụ nữ bình thường để áp dụng cho mình, bọn họ ăn mặc thế nào thì nàng cũng như vậy, có thể nói đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho đứa con. Lần này cậu về còn đi nữa không? lãnh băng băng nép vào người Hạ Thiên như một con chim nhỏ. Nếu là vài tháng trước thì người ta nghe nói người đẹp băng giá nổi tiếng dựa lên người một tên đàn ông, sẽ không ai tin. Nhưng bây giờ sự thật là như vậy, đây thật sự là một người đàn ông, một người đàn ông tên là Hạ Thiên, hắn đã chính thức chinh phục được đóa hoa cảnh sát lạnh như băng, để nàng trở nên dịu dàng như nước, nhiệt tình như lửa. Vài ngày nữa tôi sẽ đến Thanh Phong Sơn, sau đó cũng không biết có nên rời khỏi hay không. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói trừ khi có chuyện gấp, nếu không sau này tôi sẽ ở lại thành phố Giang Hải, đợi đến khi thần tiên đảo xây dựng xong, thần tiên tỷ tỷ sẽ xuống núi, tôi sẽ càng không bỏ đi. Vậy thì tốt, lãnh băng băng khẽ gật đầu. Tôi cũng không cần mỗi ngày cậu đều đến, nhưng mãi thấy cậu ở xa cũng không yên tâm, cậu chỉ cần ở Giang Hải, dù không ở bên cạnh thì tôi cũng thấy rất an tâm. Băng băng, chỉ cần tôi ở Giang Hải, ngày nào cũng sẽ đến tìm chị. Hạ Thiên lập tức nói đừng tôi cũng không muốn ngày nào cũng bị cậu quấn lấy bên người tôi còn phải làm việc lãnh băng băng lại lắc đầu hơn nữa cậu cũng không thể mỗi ngày đều phải theo giúp tôi các chị khác cũng còn cần đến cậu không sao tôi có thể ở cùng với mọi người hạ thiên lại không biết đây là vấn đề vì sau này mọi người ở cùng một chỗ hắn có thể ở cùng với các bà vợ lãnh băng băng cũng không nói gì chỉ ôm khẽ cánh tay của hạ thiên khẽ dựa lên người hắn chậm rãi đi về phía trước, nàng rất thích cảm giác này, rất thoải mái, rất thả lòng. Nhưng tình huống này nhanh chóng bị phá vỡ, vì trước mặt chợt xuất hiện tình huống ồn ào, có tiếng kêu thảm thiết, có tiếng la mắng, ba tên đàn ông đang vây quanh đấm đá một người. Bên cạnh cũng không thiếu người xem náo nhiệt, nhưng không ai xông vào ngăn cản, còn sự việc gì phát sinh thì dù là mới xuất hiện nhưng lãnh băng băng cũng có thể đoán ra được. Vì một chiếc xe BMW đậu ở chỗ này, phía trước còn có một chiếc xe thường, rõ ràng hai chiếc xe vừa va chạm tuy người chạy xe thường không bị hút chết nhưng sắp bị đánh chết dừng tay lãnh băng băng gần đây rất có tinh thần trượng nghĩa nàng tất nhiên sẽ chẳng thể xem như không thấy nàng kêu lên muốn tiến lên ngăn cản nhưng có người còn nhanh hơn nàng người kia là hạ thiên hắn xông về phía trước sau đó không nói nhiều mà đánh ba tên khốn kia ngã xuống đất sau đó lập tức quay lại bên cạnh lãnh băng 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 đừng quản chuyện của bọn họ chúng ta tiếp tục đi Lãnh băng băng còn chưa nói dứt lời thì trên chiếc BMW lại có một người phụ nữ hơn 30 bước xuống, nàng giống lên với Hạ Thiên. Mày dám đánh người, có biết tao là ai không? Tao nói cho mày biết, chồng tao là phó chủ tịch thành phố, anh của tao là trưởng phòng. Hạ Thiên đá một cước, người phụ nữ ngã lăn xuống đất, hắn cũng không cần quan tâm, vì ai xía vào buổi tản bộ giữa hắn và cảnh sát tỷ tỷ, chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Băng băng, đám khốn kiếp này chẳng ra gì, chỉ cần điện thoại cho người đến xử lý là được. Hạ Thiên không muốn lãng phí thời gian ở đây, nhưng hắn cũng biết, nếu muốn để Lãnh Băng băng bỏ mặc như vậy là không được, cũng không thể. Vì vậy hắn dùng phương án nhanh nhất, trực tiếp đánh ngã bọn họ, sau đó cho người đến bắt về. Ừ, tốt. Lãnh Băng băng dịu dàng lên tiếng, sau đó nàng lấy điện thoại ra. Vài phút sau, một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Cục trưởng một tên cảnh sát nhanh chóng nhảy xuống đi đến trước mặt lãnh băng băng các anh xử lý sự việc tôi đi trước lãnh băng băng phân phó một câu rồi kéo tay hạ thiên bước đi tên cảnh sát ngây người nhìn hạ thiên và lãnh băng băng bước đi sau đó hắn xoay người lại hỏi thăm đám người đang té ngã trên mặt đất nói mau có chuyện gì xảy ra các người các người mau đi bắt thằng kia nó dám đánh tôi biết tôi là ai không tôi phải giết chết nó một người đàn ông trung niên ở đằng kia hùng hổ nói, lại cố gắng đứng lên. Anh muốn giết chết ai? Tên cảnh sát chợt vui mừng. Này, tôi nhìn biển số xe thì biết các người đến từ bên ngoài, các người ăn gan báo sao? Được, tôi cũng không muốn hỏi nhiều, mang về cục rồi xem xét sau. Tên cảnh sát vẫy tay, vài tên cảnh sát tiến lên còng tay đám người ngu ngốc bên này. Thì ra người vừa rồi là Hạ Thiên. Bốn phía chợt vang lên tiếng thán phục hạ thiên con bà nó là hạ thiên đi với đám ngôi sao hừ chẳng phải có tiền sao ông cũng không phải không làm gì được nó một tên đàn ông bò lên rõ ràng hắn có nghe nói về cái tên hạ thiên nhưng đó là chuyện hạ thiên vài ngày trước lên mạng chửi nhau với vương khải im mồm trực tiếp bắt người tên cảnh sát thầm nghĩ một đám ngu một giờ sau hạ thiên và lãnh băng băng mới quay về nhà chồng tôi muốn tắm rửa Cậu có muốn đi cùng không? Lãnh Băng Băng nói lời này thì gương mặt có chút đỏ hồng, nàng cũng có chút ngại ngùng. Hạ Thiên thì thật sự khó thể từ chối, vì thế mà theo Lãnh Băng Băng vào phòng tắm. Cách biệt lâu ngày thắng tân hôn, Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng triền miên đến tận sáng mới ôm nhau ngủ. Khi hai người tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ sáng, sau khi rửa mặt ăn sáng thì đã đến 10 giờ. Hai người ra khỏi cửa, Hạ Thiên đưa Lãnh Băng Băng đến cục công an lộ mặt ở cục công an, sau đó rời khỏi cục công an đi về phía tòa nhà Hải Giang. Sau đó không lâu Hạ Thiên xuất hiện trước cổng công ty Lam Thiên. Hạ Thiên, cậu đã về rồi. Khi thấy Hạ Thiên thì trên mặt khổng mính có chút kỳ quái. Điều này, hình hình đang đãi khách. chương 1248, đến tìm phiền toái. À, tự tôi đi tìm chị ấy là được. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến khổng mính, hắn trực tiếp đến phòng làm việc của Tôn Hinh Hinh, nhưng hắn đẩy cửa ra khi thấy hai vị khách mà tôn hình hình chiêu đãi thì chợt sững sốt sao lại là các nàng khách của tôn hình hình là hai cô gái khi thấy hạ thiên thì hai cô gái nhanh chóng chào chồng anh đã đến rồi à sư phụ anh mới đến à một người gọi là chồng một người gọi là sư phụ hai cô gái này tất nhiên là hai chị em triệu gia là triệu thanh thanh và triệu yêu yêu ngày hôm trước cả hai còn chưa tính là quen thuộc nhưng bây giờ bọn họ có lẽ đã rất quen bộ dạng như hai chị em ruột cũng không biết tối qua triệu thanh thanh cho yêu yêu ăn thứ gì sao hai em lại ở chỗ này hạ thiên nghĩ mãi mà không ra dù là triệu thanh thanh hay là tiểu yêu tinh cũng không quen tôn hình hình mới phải chứ chồng em muốn mua chút thiết bị máy tính à tương đối đặc biệt vì vậy cần đặt hàng ở nước ngoài cho nên em đến đây nhờ chị hình hình đặt hàng dùm tiểu yêu tinh cười hì hì nói còn nữa chồng công ty này thật ra cũng có phần của em em cũng thường xuyên nói chuyện với chị hinh hinh trên mạng lúc này đến thăm chị hinh không được sao được hạ thiên thuận miệng nói một câu sau đó quay đầu nhìn triệu thanh thanh này còn cô đến đây làm gì em theo giúp em gái yêu yêu triệu thanh thanh hùng hồn nói nói vậy các em đến khi nào thì đi hạ thiên có chút bất mãn triệu thanh thanh này đúng là phiền toái đi đến đâu cũng gặp được chồng chồng có lẽ sáng nay bọn em sẽ không đi tiểu yêu tinh nhanh chóng trả lời. Tôn hình hình nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đã lâu rồi nàng chưa được gặp người đàn ông của mình, hôm nay gặp mặt thì bên cạnh có hai cái bóng đèn, vì vậy mà nàng mới cố gắng áp chế, nếu không đã sớm nhào lên người Hạ Thiên từ lâu rồi. Sư phụ, anh có thể chờ đến lúc đó không? Triệu Thanh Thanh có chút đắc ý, hình như vui vì thực hiện được âm mưu. Hạ Thiên chợt sinh ra xúc động muốn đánh đòn Triệu Thanh Thanh, nhà đầu này thật đáng ghét thật sự muốn đánh cho ngực nàng từ cỡ B lên cỡ D. Hạ Thiên, nếu không cậu sang bên Vân Vân trước, chờ tôi và yêu yêu làm xong việc sẽ đến tìm cậu. Tôn Hinh Hinh lúc này đành phải nói, "Được, tôi đi tìm mỹ nữ tỷ tỷ." Hạ Thiên không muốn ở chỗ này, hắn nói một tiếng với Trần Tiểu Huệ rồi rời khỏi công ty kỹ thuật Lam Thiên, đi về phía phòng làm việc của Diệp Mộng Oánh. Tuy Hạ Thiên đã có một thời gian chưa xuất hiện nhưng đại đa số đám người ở tập đoàn Thiên Nam vẫn nhớ rõ. Vì thế hắn đi rất thông suốt, nhanh chóng vào trong phòng làm việc của Diệp Mộng Oánh. Diệp Mộng Oánh đang ngồi trước bình luận viên, nàng cúi đầu, hai tay khẽ xoa lên thái dương, hình như có chút đau đầu. Lúc này trong phòng không có ai, Diệp Mộng Oánh cũng không cảm giác được Hạ Thiên, giống như nàng đang suy nghĩ điều gì đó. "Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đau đầu sao? Tôi xem giúp chị." Hạ Thiên lặng yên đi đến sau lưng Diệp Mộng Oánh, sau đó hắn bắt lấy cổ tay của nàng, tay kia đặt lên đầu nàng cậu đã về rồi à? Diệp mộng oánh chợt giật mình tỉnh lại, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười, nhưng trong vẻ tươi cười lại có chút mỏi mệt. Mỹ nữ tỷ tỷ, gần đây chị ngủ không được tốt. Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện ra vấn đề của Diệp mộng oánh, nàng cũng không phải sinh bệnh, chẳng qua gần đây ngủ không đủ giấc. Hạ Thiên vừa dùng hai tay khẽ xoa đầu cho Diệp mộng oánh vừa dùng giọng khó hiểu hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, sao chị ngủ không ngon? nhớ tôi sao không phải diệp mộng oánh lắc đầu chồng tuy tôi nhớ cậu nhưng vẫn còn nguyên nhân khác gần đây chuyện của công ty làm tôi có chút mệt mỏi vì vậy mà buổi tối ngủ không ngon mỹ nữ tỷ tỷ nếu không tôi đưa chị về nhà ngủ có tôi thì chị nhất định sẽ ngủ ngon hạ thiên lập tức cho ra ý kiến thôi khỏi tôi còn ước hẹn với một phóng viên tôi đã để chu cầm pha giúp một ly cà phê chỉ cần uống cà phê là hết mệt mỏi ngay Diệp Mộng Oánh lắc đầu. Tôi vừa mới đi làm, công ty còn nhiều chuyện cần xử lý, tôi không thể về như vậy được. Như vậy sao? Mỹ nữ tỷ tỷ, chị ở đây ngủ một chút, nếu có người tới tìm tôi sẽ đánh thức chị dậy. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. À, tốt. Diệp Mộng Oánh nỉ non lên tiếng, sau đó nàng cảm thấy ủ rũ, hai mắt nhắm lại, chưa đến 10 giây sau đã nằm ngủ say mệt. Hạ Thiên bế Diệp Mộng Oánh đang ngủ say trên ghế lên ôm vào phòng bên trong đặt nàng xuống giường, cởi áo khoác, thuận tiện sờ vài cái. Sau khi đặt hai tay ngay ngắn thì hắn đắp chăn lên người nàng rồi đi ra, thuận tiện còn hôn một cái, mà chính hắn lại ngồi vào bình luận viên. Giám đốc Diệp, ớ, Hạ Tiên Sinh. Đúng lúc này Chu Cầm bưng một ly cà phê đi vào, khi nàng phát hiện người ngồi trên ghế sau bình luận viên không phải là Diệp Mộng Oánh thì không khỏi hoảng sợ, nhưng ngay sau đó nàng lại thấy rõ đó là Hạ Tiên, vì vậy mà nàng không khỏi thở ra, khá tốt, không phải người ngoài. Hạ tiên sinh, đây là cà phê của giám đốc Diệp. Chu Cầm đi đến bên cạnh bàn đặt ly cà phê xuống, sau đó khách khí nói: "À, mỹ nữ tỷ tỷ đã ngủ, cũng không cần uống cà phê." Hạ Thiên thuận tiện nói một câu, sau đó hắn nâng ly lên nhấp một ngụm, sau đó phun ra. "Đắng quá, không dễ uống." "Điều này, Hạ tiên sinh, giám đốc Diệp thích uống không đường, vì vậy có hơi đắng, nếu cậu thích ngọt thì có thể thêm đường." Chu cầm cẩn thận nói. Hạ thiên ngáp một cái rồi lười biếng nói. Hừ, tôi không thích thứ này, chị đưa đi đi, tôi ở đây chờ mỹ nữ tỷ tỉ tỷ tỉnh tỉ ngủ. Còn nữa, mỹ nữ tỷ tỷ sẽ ngủ vài giờ, đừng cho ai đến quấy giày. Vâng, Hạ tiên sinh. Chu cầm khẽ gật đầu, sau đó lại có chút do dự, nàng lại dò hỏi. Nhưng, Hạ tiên sinh, trước đó giám đốc Diệp có hẹn với một phóng viên, mà 15 phút sau phóng viên sẽ đến để tên kia mai đến hạ thiên thuận miệng nói hạ tiên sinh như vậy sẽ không tốt cho lắm vì gần đây công ty có chút phiền toái tên phóng viên kia nếu đến không được gặp mặt giám đốc thì đi ra sẽ nói lung tung sẽ gây thêm phiền toái sợ rằng giám đốc diệp cũng ngủ mất ngon chu cầm khẽ giải thích hạ thiên chợt hiểu à chị nói tên phóng viên kia đến tìm phiền toái không phải chu cầm trả lời nhưng lại lắc đầu cũng không nhất định là không phải, à, xấu hổ quá, hạ tiên sinh, tôi không thể nói cho rõ ràng, thật ra bây giờ chúng tôi còn không biết tên kia đến để làm gì, hắn có thể đến giúp mà cũng có thể đến gây phiền, vì vậy tôi thấy dám đốc diệp nên nói chuyện với hắn, nếu không chúng ta sẽ chẳng biết mục đích của đối phương. Mỹ nữ tỷ tỷ đang ngủ ngon, tôi không muốn đánh thức chị ấy dậy, nếu tên phóng viên đến đây, chị cứ cho hắn đến gặp tôi. Nếu hắn giúp thì tôi sẽ mặc kệ, nếu hắn dám làm phiền, tôi sẽ đánh đòn. Hạ Thiên hời hợt nói. Điều này, Chu cầm chợt ngây người, nàng có chút trần trừ nhưng cũng đồng ý. Vâng, Hạ tiên sinh, tôi ra ngoài trước. Hạ Thiên nằm trên mặt ghế, bắt đầu chờ đợi trong nhàm chán, nói chung 10 phút sau thì Chu cầm tiến vào. Hạ tiên sinh, phóng viên đến. Chu cầm khẽ nói. Cho hắn vào. Hạ Thiên vô tình nói, hắn thật ra không có hứng thú gì với phóng viên, nhưng bây giờ hắn không có gì để làm, lại có hứng muốn giúp Diệp Mộng ánh giải quyết phiền toái, vì vậy mới đồng ý gặp phóng viên. Chu Cầm nhanh chóng dẫn một người đàn ông trẻ tuổi đi vào, người đàn ông đeo giày tây, ăn mặc rất chính thức, trên cổ còn treo camera, trên tay là một túi sách máy tính, bên trong có máy tính hay không cũng chẳng biết. Hạ Tiên Sinh, vị này chính là phóng viên Trương Tín của tạp chí Thế giới Kinh doanh, trước đó phóng viên Trương đã có hẹn gặp mặt với giám đốc Diệp, chu cầm nhanh chóng giới thiệu thân phận của phóng viên sau đó nàng quay lại nhìn đối phương phóng viên trương giám đốc diệp bây giờ không khỏe đang nghỉ ngơi vị này là hôn phu hạ tiên sinh của giám đốc diệp hạ tiên sinh là người nắm cổ phần thực tế ở tập đoàn thần y vì vậy hạ tiên sinh có quyền trao đổi với anh chào anh hạ tiên sinh trương tiến tươi cười tiến lên muốn bắt tay hạ thiên hạ thiên không quan tâm đến bàn tay của trương tiến hắn lười biếng nói có gì cứ nói, tôi rất bận rộn. Trương Tiến có chút xấu hổ nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường, hắn giả vờ đưa tay trống xuống bàn, sau đó thu về. Phóng viên Trương, mời ngồi, tôi đi rót trà cho anh. Chu cầm thấy tình huống có chút xấu hổ, vì vậy chen lời. Cảm ơn Chu tiểu thư, tôi không uống trà, nếu không phiền thì xin cho một ly cà phê. Trương Tiến ngồi xuống rồi cười cười với Chu cầm. Được, Chu cầm khẽ gật đầu rồi xoay người đi ra trương tiến lại nhìn hạ thiên hắn đột nhiên nhớ đến điều gì đó hạ tiên sinh tên của anh rất quen thuộc tôi nhớ không lầm thì ngày hôm trước anh còn ở thành phố thục đô thì phải anh nhớ không lầm tôi vừa về giang hải hôm qua hạ thiên lười biếng trả lời một câu này bớt nói nhảm đi trước tiên cứ nói thẳng ra anh đến đây vì điều gì anh đến để giúp hay làm phiền vợ tôi anh nói nhanh một chút tôi giải quyết cũng nhanh hơn nếu Hạ Tiên Sinh đã sản khoái như vậy, tôi sẽ nói thẳng. Trương Tiến nở nụ cười quỷ dị. Là địch hay là bạn không phải do tôi, là do giám đốc Diệp, có lẽ phải nói, quyền quyết định ở trong tay Hạ Tiên Sinh. Chương 1249, anh đang uy hiếp phóng viên. À, anh đã nói như vậy thì đơn giản, dù sao thì kẻ đối nghịch với tôi cũng không có kết quả gì tốt, tuy tôi còn chưa biết anh muốn gì, nhưng nếu anh muốn chết thì cũng đừng đến làm phiền vợ tôi hạ thiên lười biếng nói hắn thật sự cũng không biết tên khốn này đến đây làm gì hắn cũng không biết diệp mộng oánh gặp phải phiền phức gì nhưng hắn biết dù có thứ gì xảy ra hắn nhất định đều có thể giải quyết dù ai đến gây phiền cũng sẽ bị hắn xử lý mà thôi nụ cười trên mặt trương tiến đã biến mất trong lời nói của hắn mơ hồ mang theo chút bất mãn ánh mắt nhìn hạ thiên cũng trở nên sắc bén hơn hạ tiên sinh tôi có thể hiểu lời nói của anh là uy hiếp phóng viên không tôi bình thường không uy hiếp người nào hạ thiên lười biếng nói nhưng lời nói của tôi thường biến thành sự thật có tin hay không là tùy anh hạ tiên sinh tôi mang theo thành ý rất lớn để đến đây khi tôi điện thoại cho giám đốc diệp thì cũng thấy rõ thành ý nhưng bây giờ xem ra là tôi hiểu lầm các người không có thành ý cùng trao đổi với tôi tôi cũng không còn gì để nói âm thân của trương tiến trở nên có chút trầm thấp tôi nghĩ trước tiên nên cáo từ nhưng trước khi bỏ đi tôi cảm thấy có chuyện cần nói với Hạ Tiên Sinh, những lời anh vừa uy hiếp đã được tôi ghi âm lại, nếu anh không muốn nó bị đưa ra ngoài ánh sáng thì tốt nhất nên chân thành một chút. Cút đi. Hạ Thiên phất tay, kể từ lúc này hắn cảm thấy tên phóng viên không có chút ý tốt, vì vậy cũng không muốn nói nhảm. Hạ Tiên Sinh, anh sẽ hối hận. Trương Tiến đứng lên, sau đó xoay người đi ra ngoài. Phóng viên Trương, anh đi à? Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Chu Cầm. Chu tiểu thư, tôi đề nghị cô nên thay đổi công việc là hơn. Trương Tín hừ lạnh một tiếng, sau đó bước đi xa. Chu cầm bưng một ly cà phê đi vào, mặt mũi đầy mê hoặc. Hạ tiên sinh, cậu và phóng viên Trương đã bàn thế nào rồi? Chu cầm nhịn không được phải hỏi. Không có gì, tôi đã nói cho hắn biết, nếu làm nghịch lại ý tôi, tôi sẽ xử lý hắn, mà hắn đã nghe rõ nên bỏ đi. Hạ thiên hời hợt nói. Vẻ mặt chu cầm chợt biến đổi, Điều này, Hạ Thiên thật sự làm hư việc nhiều hơn thành công, biết vậy nàng đã hẹn cho Trương Tín ngày mai hãy đến. Chu Cầm tuy hối hận nhưng không dám nói ra, thật sự không có biện pháp, ai bảo Hạ Thiên là đàn ông của Diệp Mộng Oánh, cho dù hắn làm sai thì cũng không đến lượt nàng dạy bảo, chỉ có thể chờ Diệp Mộng Oánh thức dậy mà thôi. Hạ Thiên sinh, tôi ra ngoài trước. Chu Cầm nhanh chóng bỏ đi, lúc này nàng đảm bảo sau đó sẽ không còn ai làm phiền Diệp Mộng Oánh, vì nàng không muốn cho kẻ nào đắc tội với Hạ Thiên. Rõ ràng nếu đắc tội với Hạ Thiên thì Diệp Mộng Oánh cũng phải xử lý, mà một trợ lý như Chu Cầm cũng thêm việc. Hạ Thiên bắt đầu nhàm chán chờ đợi, tất nhiên hắn cũng không nhàn rỗi mà lấy điện thoại ra gọi cho Tống Ngọc Nghị, hỏi một chút hành tung của nàng, biết Tống Ngọc Nghị đang đi dạo ở thành phố Giang Hải, nàng muốn làm quen tình huống vì sau này nàng sẽ sống ở đây. Sau đó Hạ Thiên điện thoại cho Liễu Mộng đang đóng phim ở Thanh Phong Sơn, hắn nói vài ngày nữa sẽ đến Thanh Phong Sơn thăm nàng vì thế mà liễu mộng rất vui vẻ nhưng nàng cũng không trò chuyện quá lâu với hạ thiên nhanh chóng cúp điện thoại sau đó hạ thiên điện thoại trò chuyện với vân thanh đang ở bên thanh phong sơn lại điện thoại cho liễu vân mạn bây giờ liễu vân mạn cũng rất bận rộn chỉ hàn huyên vài câu với hắn rồi cúp điện thoại hạ thiên cũng không quá quan tâm sau đó hắn điện thoại cho an khả khả lúc này an khả khả biết hạ thiên ở thành phố giang hải nên muốn đến tìm kết quả là hạ thiên nói với nàng nửa giờ đồng ý hai ngày sau sẽ đến gặp, cuối cùng mới xong. Sau khi điện thoại cho môi sao ưa làm nũng là an khả khả, Hạ Thiên lại điện thoại cho Thư Tịnh, hắn nói cho nàng biết mình đã về Giang Hải. Biết Hạ Thiên về Giang Hải thì Thư Tịnh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói là nàng cơ bản đều ở phòng tập thể hình, nếu hắn đến thì có thể gặp nàng. Sau khi điện thoại cho mọi người, Hạ Thiên chợt nhớ đến cô bạn gái nhỏ, Vương Tiểu Nha. Hạ Thiên ca ca, em đang đi học, anh về thành phố Giang Hải chưa? Vương Tiểu Nha nhận được điện thoại thì hạ thấp âm thanh, chỉ sợ bị người ta nghe được. Đúng vậy, anh đã về, em cứ học đi, vài ngày sau sẽ tìm em đi chơi. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vâng, Hạ Thiên ca ca, em cúp máy trước. Vương Tiểu Nha núng nịu đồng ý, sau đó nàng cúp điện thoại, giống như một học sinh đang dùng máy tính làm toán. Sau khi điện thoại xong, Diệp Mộng Oánh vẫn ngủ say, mà lúc này đã đến giữa trưa. Hạ Thiên Sinh, có cần tôi chuẩn bị cơm không? Chu Cầm lại đến. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Không cần, đợi Mỹ Như tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại, tôi sẽ cùng chị ấy đi ăn. Chu Cầm không nói gì nữa, nàng tự giác lui ra ngoài, trong lòng không khỏi nói thầm một câu, Hạ Thiên này cũng rất kiên nhẫn, có thể chờ Diệp Mộng Oánh lâu như vậy. Thật sự tính kiên nhẫn của Hạ Thiên là rất tốt, hắn tiếp tục chờ thêm 2 giờ, sau đó Diệp Mộng Oánh cuối cùng cũng tỉnh lại. Phát hiện áo ngoài của mình tuy bị cởi hết nhưng quần áo bên trong vẫn còn nguyên, Diệp Mộng Oánh không khỏi sinh ra chút cảm giác đặc biệt. Người chồng háo sắc để cho nàng nghỉ ngơi mà không động vào người. "Chồng, cậu còn ở đây sao?" Diệp Mộng Oánh ăn mặc tử tế và đi ra, nàng phát hiện Hạ Thiên đang ngồi sau bình luận viên rất nhàm chán, vì vậy mà giật mình, nàng ngỡ hắn đi đi rồi. "Mỹ nữ tỷ tỷ, cuối cùng chị cũng thức dậy." Hạ Thiên có chút phấn chấn hắn đứng lên nhanh chóng đi đến bên cạnh Diệp Mộng Oánh, thuận tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Tôi tất nhiên còn ở đây, tôi chờ chị tỉnh ngủ để đi ăn trưa. Cậu mãi chờ ở đây sao? Diệp Mộng Oánh chợt ngẩn ngơ. Còn chưa ăn cơm chưa? Đúng vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Diệp Mộng Oánh. Mỹ nữ tỉ tỉ, chị chưa thức dậy thì tôi vẫn còn ở đây, chúng ta phải cùng đi ăn cơm chứ. Chồng, cậu đúng là... Diệp Mộng Oánh không biết nó gì cho phải, sau đó nàng quyết định không nói gì, chỉ ôm cổ Hạ Thiên, dâng lên cặp môi đỏ mọng. Diệp Mộng Oánh là một con cừu non mượt mà đưa lên tận miệng sói Hạ Thiên, tất nhiên kết quả là quá rõ ràng. Mà Diệp Mộng Oánh cũng nhanh chóng phát hiện, không phải chỉ là hôn, Hạ Thiên còn lục lọi trên người nàng. Khi hai tay hắn làm nàng bùng lên khát vọng, nàng bắt đầu ý thức chồng mình sẽ không đi dùng cơm trưa, có lẽ cả cơm tối cũng không khi Diệp Mộng Oánh đáp lại cố gắng của Hạ Thiên, chuẩn bị đến phòng nghỉ thì bụng nàng chợt kêu lên. Thì ra vài ngày không ngủ ngon, ăn cũng không nhiều, sáng cũng không ăn, bây giờ vừa ngủ thoải mái xong thì đói bụng, vì thế mà bụng mới kháng nghị. Với tính lực nhạy cảm của Hạ Thiên, tất nhiên hắn có thể nghe được tiếng sôi bụng của Diệp Mộng Oánh, vì thế hắn dừng tay, cũng rời khỏi cặp môi đỏ của nàng, hắn mở miệng nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi dùng cơm trước đã cậu có thể nhịn được sao? diệp mộng oánh dùng ánh mắt quyến rũ nhìn hạ thiên, giọng điệu cũng rất quyến rũ. vợ chưa ăn no thì chưa phải là vợ ngon. hạ thiên cười hì hì. mỹ nữ tỷ tỷ, trước tiên tôi sẽ cho chị no bụng, sau đó mới làm cho chỗ khác được ăn no. diệp mộng oánh lại đỏ mặt, nàng tất nhiên có thể hiểu những ý nghĩ mập mờ trong lời nói của hạ thiên, nhưng nàng nghi ngờ, dù nàng ăn no cũng sợ không thể cho chồng no được nhưng diệp mộng oánh thấy nếu mình không no thì chỉ sợ khó làm xong việc vì thế xem ra nàng phải đi dùng cơm trước được rồi chúng ta xuống dưới dùng cơm diệp mộng oánh sửa sang quần áo sau đó kéo tay hạ thiên ra khỏi phòng làm việc giám đốc diệp chu cầm đứng bên ngoài nàng bắt chuyện với diệp mộng oánh muốn nói gì đó cuối cùng cũng không nói chỉ nhìn hai người diệp mộng oánh và hạ thiên đi ra hai người vào thang máy rời khỏi tòa nhà hải giang đi vào nhà ăn chuyên phục vụ cho diệp mộng oánh ở đối diện và nhà hải giang đúng rồi chồng tên phóng viên kia không đến tìm tôi sao diệp mộng oánh chờ thức ăn được đưa lên nàng cũng nhớ ra vấn đề à có đến nhưng đi rồi hạ thiên thuận miệng nói sao diệp mộng oánh ngây người sao cậu không gọi tôi dậy mỹ nữ tỉ tỉ chị đang ngủ ngon tôi cũng không thể đánh thức chị dậy được hạ thiên tỏ ra đương nhiên sau đó lại an ủi diệp mộng oánh nhưng chị đừng lo nếu tên phóng viên ngu ngốc kia gây phiền tôi sẽ xử lý ngay diệp mộng oánh hết chỗ nói một lúc lâu sau nàng mới hỏi chồng cậu có thể nói rõ ràng tình huống nói chuyện với trương tín được không được hạ thiên nhanh chóng nói mà cũng không có mấy lời để nói nên xong rất nhanh diệp mộng oánh nghe xong tất cả thì chợt dở khóc dở cười bản lĩnh kết kẻ thù của chồng nàng thật sự là vô địch chỉ nói vài câu đã biến một phóng viên thành kẻ địch. Một lúc lâu sau Diệp Mộng Oánh mới dùng giọng vô lực hỏi. Chồng, cậu có biết tên phóng viên kia tìm tôi làm gì không? Trường 1250, hàng giả tràn lan. Không biết. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi. Dù sao tôi thấy tên kia cũng không phải thứ gì tốt, nói không chừng còn có ý với mỹ nữ tỷ tỷ. Không phải vậy. Diệp Mộng Oánh có chút bất đắc dĩ, hắn hỏi lại một câu. Cậu có muốn biết những ngày qua vì sao tôi ngủ không ngon? Muốn? Hạ Thiên trả lời ngay. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị nói cho tôi biết, là ai làm chị không ngủ ngon, tôi sẽ đi đánh hắn, sẽ cho tên khốn đó ngủ cả đời. Ngủ cả đời, không phải đi toi rồi sao? Diệp Mộng Oánh lập tức hiểu ý nghĩ lời nói của Hạ Thiên, nàng dịu dàng nói. "Chồng, chuyện này không thể dùng bạo lực để giải quyết, cậu nghe tôi nói đã." Được. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị cứ nói đi. Hạ Thiên lúc này có chút hứng thú, trên đời này có chuyện gì mà bạo lực không thể giải quyết được. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên bàn, Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh vừa ăn vừa nói chuyện, dần dần Hạ Thiên cũng hiểu thứ gì làm vợ mình không ngủ ngon. Điều làm Diệp Mộng Oánh không ngủ ngon cũng không phải là tập đoàn Thiên Nam, nó đến từ tập đoàn Thần Y, thực tế vài tháng qua Diệp Mộng Oánh đã dần đặt trọng tâm vào tập đoàn Thần Y. Vì thực tế thì vấn đề kinh doanh và lợi nhuận của tập đoàn Thần Y luôn bỏ xa tập đoàn Thiên Nam. Nàng rất vững tin, tương lai tập đoàn Thần Y sẽ là nơi nàng chính thức quản lý, mà tập đoàn Thiên Nam dù có tài sản cả tỷ nhưng tương lai nếu so sánh sẽ không bằng một góc của tập đoàn Thần Y. Tất nhiên Diệp Mộng Oánh tin tập đoàn Thần Y và Thiên Nam tuy hai mà một, nếu có thời cơ thích hợp thì nàng sẽ chỉnh hợp, tất cả đưa đến dưới cờ của tập đoàn Thần Y, tập đoàn Thiên Nam tuy không có gì với Hạ Thiên, nhưng nàng thấy chỉnh hợp lại sẽ dễ quản lý hơn. Gần đây Diệp Mộng Oánh thường liên lạc với Kiều Tiểu Kiều, hai người bọn họ thiết lập một hiệp định sơ bộ, sau này tất cả tài sản trên danh nghĩa của Hạ Thiên sẽ do Diệp Mộng Oánh xử lý, vì phương diện này Diệp Mộng Oánh có kinh nghiệm hơn. Còn những phương diện như đầu tư, cổ phiếu, tài chính thì do Kiều Tiểu Kiều nắm giữ, phương diện này thì Kiều Tiểu Kiều là thiên tài. Tuy Hạ Thiên chưa từng nghĩ về vấn đề này nhưng Diệp Mộng Oánh và Kiều Tiểu Kiều thấy đây là điều nhất thiết phải xử lý. Sau này một gia đình lớn sẽ cần nhiều tiền. Tất nhiên bọn họ kiếm tiền cũng không phải tất cả vì cuộc sống của mình, ví dụ như bọn họ đã đạt thành nhất trí với Liễu Vân Mạn, sẽ rút một phần cho Liễu Vân Mạn thực hiện kế hoạch từ thiện. Còn tương lai của tập đoàn Thần Y, Diệp Mộng Oánh và Kiều Tiểu Kiều đã có kế hoạch cơ bản, chỉ chờ thời cơ phù hợp sẽ áp dụng. Nhưng bây giờ điều làm Diệp Mộng Oánh đau đầu chính là sau vài tháng thành lập, tập đoàn Thần Y đã gặp phiền toái thật ra tập đoàn thần y trước nay luôn phát triển rất thuận lợi, từ lúc thành lập công ty cho đến khi các sản phẩm bảo vệ sức khỏe được cho ra lò, hầu như không có bất kỳ lực cản nào. Diệp Mộng Oánh cũng nghe nói, sở dĩ thuận lợi như vậy cũng không phải vì nguyên nhân Diệp ra, mà bên phía thủ đô có triệu ra chào hỏi, vì vậy dù là tập đoàn thần y có bất kỳ phiền toái gì, có thể nói là luôn gặp đèn xanh. Cũng vì vậy mà sản phẩm mới ra thị trường trong một thời gian ngắn đã được bán sạch, mỗi ngày đều cháy hàng. Vài tháng này tập đoàn Thần Y luôn không ngừng mở rộng sản xuất, nhưng công ty thành lập thời gian quá ngắn, căn bản chưa mua sắm đủ thiết bị sản xuất, hơn nữa nguyên liệu cũng cần được thu thập. Kết quả là tập đoàn Thần Y bên này dù tăng sản lượng thế nào cũng không thỏa mãn nhu cầu thị trường, ngay sau đó là vấn đề xuất hiện. Từ khi tập đoàn Thần Y ra đời đến nay thì có chưa đến 10 sản phẩm được xuất xưởng, nhưng dù là đồ trang điểm, nước hoa, sản phẩm bảo vệ sức khỏe, chỉ cần đưa ra thị trường giá bị người ta cướp sạch. Cũng vì thế mà vài tháng qua biển hiện của tập đoàn Thần Y luôn được rát vàng. Thế cho nên đến bây giờ, chỉ cần thấy sản phẩm của tập đoàn Thần Y là sẽ được mua sạch, vì thế mà hàng giả xuất hiện. Nói chung nửa tháng trước đã có người báo cáo với Diệp Mộng Oánh, trên thị trường đã xuất hiện hàng giả với sản phẩm của tập đoàn Thần Y, khi đó nàng không quan tâm, chỉ cho nhân viên theo sát sự việc, nếu xuất hiện tình huống bất thường thì nên báo ngay cho phòng công thương. Nhưng trước đó một tuần Diệp Mộng Oánh chợt cảm thấy tình huống có vẻ là lạ, trên thị trường bắt đầu xuất hiện sản phẩm giả mạo, đặc biệt là các thành phố nhỏ, hàng giả ở khắp nơi. Những sản phẩm này có bề ngoài giống hệt như sản phẩm của tập đoàn Thần Y, thậm chí ở vài nơi hàng giả và hàng thật được trưng bày cùng một chỗ, người tiêu thụ bình thường khó thể nhận ra thật giả. Thực tế Diệp Mộng Oánh cũng không thể không thừa nhận, chỉ nhìn bao bì thì căn bản không thể phân biệt. Diệp Mộng Oánh ý thức được tình huống không thích hợp. Vì vậy mà liên lạc với phòng công thương khắp nơi, yêu cầu tìm ra địa điểm làm giả sản phẩm. Ngành công thương đã vài lần phối hợp hành động với cảnh sát, phá hủy vài nơi làm hàng giả, nhưng sản phẩm giả mạo trên thị trường vẫn không bớt, thậm chí còn có xu thế ngày càng nhiều. Diệp Mộng Oánh cũng bắt đầu chọn lựa đối sách, tăng thêm tiêu chí cho sản phẩm, sau đó đưa lên quảng cáo, yêu cầu mọi người không nên mua phải sản phẩm giả mạo. Nhưng tuy có chút hiệu quả, cũng làm cho mọi người biết có hàng giả trên thị trường nhưng căn cứ vào điều tra thị trường thì sản phẩm làm giả vẫn được tiêu thụ, thậm chí là tiêu thụ không tệ. Điều làm cho Diệp Mộng Oánh căm tức chính là nhân viên phòng công thương thành phố có nói, các nơi tuy phối hợp nhưng là nhắm một mắt mở một mắt, cũng không quan tâm đến vấn đề hàng giả. Nhưng dù nàng có tức thì cũng không có phương án nào khác, vì lần này hàng giả bùng ra phạm vi cả nước, nàng căn bản không quản được. Ba ngày trước một sự kiện đau đầu phát sinh, có một cô gái mua vài hộp sản phẩm sức khỏe của tập đoàn thần y cho cha mẹ mình sử dụng, kết quả là sau khi ăn đã trúng độc. Những năm nay các sản phẩm bảo vệ sức khỏe thường chỉ là lừa dối người khác, phần lớn ăn vào đều không hiệu quả nhưng bình thường cũng không có vấn đề. Bây giờ sản phẩm của tập đoàn thần y làm cho người ta trúng độc, vì vậy sự việc náo loạn. Tuy biết biết cô gái kia mua chúng hàng giả nhưng Diệp Mộng Oánh không thể không phái người đi phối hợp, cũng may cô gái kia cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng khi Diệp Mộng Oánh cảm thấy may mắn thì chợt nhận được điện thoại của Trương Tín tự xưng là phóng viên của báo Thế giới Kinh doanh. Trương Tín công bố hắn đang điều tra một loạt sản phẩm của tập đoàn Thần Y, hy vọng có thể được gặp Diệp Mộng Oánh. Sau khi suy xét thì Diệp Mộng Oánh đồng ý gặp mặt đối phương, sau đó nàng điều tra về tờ báo Thế giới Kinh doanh, nàng phát hiện tờ báo này có tên rất kêu nhưng thực tế chỉ là báo nhỏ, nhưng lại trực thuộc một tòa soạn lớn nào đó. Diệp Mộng Oánh cũng thấy tờ báo này thật ra không có ảnh hưởng quá lớn nhưng trương tín là phóng viên có chút danh tiếng mà thanh danh này của hắn cũng là nửa khen nửa chê có người nói hắn là phóng viên chính nghĩa vì từng vạch trần nhiều tấm màn đen của công ty tìm lại lý lẽ cho nhiều người nhưng cũng có người nói tên này chỉ là phóng viên hắc ám chuyên đòi tiền diệp mộng oánh thật ra cũng không phải lần đầu tiên được gặp loại phóng viên hắc ám rất nhiều phóng viên chỉ muốn lợi dụng danh nghĩa để kiếm tiền mà thôi chồng thật ra căn cứ vào tình huống cậu nói chuyện với trương tín nói chung có thể đoán được, tên kia muốn đến kiếm chút tiền. Diệp Mộng Oánh nói, tôi biết loại phóng viên ngu sẽ chẳng là thứ gì tốt. Hạ Thiên ra vẻ sớm biết vấn đề. Trông, thật ra cũng không có gì, tôi cũng không quan tâm đám phóng viên đi nói này nọ, dù sao chất lượng sản phẩm của chúng ta cũng không có vấn đề, dù điều tra thế nào cũng không có vấn đề, sản phẩm chúng ta không có vấn đề về chất lượng thì không có ảnh hưởng gì lớn. Diệp Mộng Oánh trầm ngâm một chút tôi chỉ lo lắng đến vấn đề hàng giả, chúng ta phải nghĩ cách đối phó mới được. Hạ Thiên suy nghĩ rồi chừng hai mắt. Nếu không để tôi điện thoại cho trưởng phòng công thương, nếu không xử lý vấn đề hàng giả, tôi sẽ xử lý hắn ta. Vô dụng. Diệp Mộng Oánh lắc đầu. Dù trưởng phòng công thương có ra lệnh, chỉ sợ đám người bên dưới cũng bằng mặt không bằng lòng, tôi chưa từng thấy hàng giả bị diệt sạch bao giờ. Nếu không chúng ta đóng cửa tập đoàn thần y, nói cho bọn họ biết chúng ta không tiếp tục bán sản phẩm, như vậy sẽ chẳng còn ai mua được hàng giả. Hạ Thiên cho ra ý nghĩ trời ơi, đúng là giết địch 800 mà giết mình 3 ngàn. Diệp Mộng Oánh thật sự không biết nói gì, ý nghĩ của chồng quá quái dị, vì nếu đóng cửa tập đoàn thần y thì tổn thất bao nhiêu tiền đây. Thật ra tôi có thể tìm được đám người kia rồi xử lý sạch. Hạ Thiên có biện pháp. Diệp Mộng Oánh chợt dở khóc dở cười. Chồng, Tôi cảm thấy nếu so sánh thì phương pháp đầu của cậu tốt hơn, cùng lắm chỉ tổn thất chút tiền mà thôi." Diệp Mộng oánh nghĩ đến đây thì trong đầu lóe lên ý nghĩ mới, nàng chợt ý thức được phương án này rất khả thi, tất nhiên cần phải cải tiến, căn bản không đóng cửa tập đoàn Thần Y. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1250.